Hello, hello, hello mọi người. Hello mấy chị nha. Hello mấy chị. Na 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 na. Hello hello mọi người. Chết rồi, thấy em không ta? Thấy em không mấy chị ơi? Thấy em không? Thấy em không mấy chị ơi? Mấy chị ơi, mấy chị à. Chết rồi, thấy em không người ta? Chết rồi, tiêu rồi. Không thấy rồi. Thấy em không mấy chị ơi? Thấy em không? Rồi xong, không có xem được cái vé rồi. Mở rồi. Đi theo dõi điện thoại. Hello hello mấy chị. Hello mấy chị nha. Hello hello mấy chị. Hello hello hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. À, hello mấy chị nha. Hello mấy chị, chia sẻ like giùm em nha mọi người ơi. Chia sẻ like giùm em nha. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị. Chia sẻ like giùm em nha mọi người. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Mọi người à. Chia sẻ like giùm em ha, cho nó có lượng tương tác nha mấy chị nha. Bữa nay chia sẻ like tặng cái gì ta? Bữa nay chia sẻ like tặng cái gì ta? Năm chị có được chia sẻ like nhiều nhất tặng cái gì ta? Năm chị có được chia sẻ like nhiều nhất tặng cái gì ta? Tặng cái gì ta, tặng cái gì ta? Bữa nay chơi lớn đi. Tặng cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, tặng mỗi chị một áo cô gái bướm siêu phẩm luôn. Cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất nha mấy chị nha. Ủa, đặt hàng lên đơn là có mà chị. Đặt hàng lên đơn là có mà. 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, em tặng mỗi chị một cô gái bướm luôn, từ 50kg tới 90kg. Trời ơi, tét cái nách mấy bà luôn rồi. Bữa nay chị chơi lớn quá. Chua. Bữa nay chơi lớn quá, 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất tặng mỗi chị một cái áo cô gái bướm từ 50kg cho tới 90kg đủ size. Nha mấy chị nha. À, chưa đâu Mai Mai ơi, từ từ hả, chứ vô là lên liền chưa lên đâu. Rồi nha mấy chị nha, không có hối được, lên hối cái là tuột hứng like liền luôn á, không hối nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên, à, quên, 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất. Cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất nha. Mỗi chị một cái áo. Áo này là từ 50kg tới 90kg. Nha mấy chị nha, 50kg tới 90kg. Cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất. Một lần trang cá nhân, còn lại hội nhóm giùm em. Chia sẻ hội nhóm càng nhiều thì nó càng dễ trúng nha mấy chị nha. Cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất luôn. Trời ơi, bữa nay họ là mấy bà tranh thủ đi mấy bà ơi, đẹp lắm. Cô gái bướm này là 50kg tới 90kg. Em gom mấy chị giá sale 175.000. Cái này người ta bán với chị gần 300.000 một cái. Em gom với chị 175.000 ha. 175.000 một áo cô gái bướm nha. Cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, em tặng mỗi chị một áo cô gái bướm. Cho nên mấy bà ơi, tranh thủ đi nha. Trời ơi thiệt luôn á, cái này là siêu phẩm mà shop em nha mấy chị nha. Rất là đẹp. Còn cô gái bướm này là 50kg tới 90kg. Chị nào lấy thì là 175.000 một áo. Đồng giá hết nha. Bây giờ em like là đồng giá 175.000. Size to hơn á là em sẽ tăng giá tiền hơn nha mấy chị nha. Không có nha chị ơi. Rồi nha mọi người ơi, nhớ nha mấy chị, hôm nay chia sẻ like là được tặng 5 chị. 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất. Cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, mỗi chị một cái áo cô gái bướm từ 50kg tới 90kg giùm em. Cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất nha mọi người ơi. Cho nên mấy chị tranh thủ ha. 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, em tặng mỗi chị một cái áo như thế này, từ 50kg cho tới 90kg. Ví dụ như mấy chị mà bao nhiêu ký thì mấy chị nói nhân viên em nó sẽ lấy cái áo cho mấy chị bao nhiêu ký ha. Từ 50 cho tới 90 nha mấy chị. Mẫu này hơi bị hiếm á, muốn đặt hàng là phải đặt trước nha mấy chị nha.
chứ không có hàng đâu mấy chị. Mẫu này muốn là phải đặt trước nó mới có hàng ha. Cho năm chị có lượt chia sẻ like nha mấy chị nha. Năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất nha. Bởi chị một cô gái bướm. Và bây giờ em lên áo cho mấy chị ha. Bắt đầu giờ em lên áo nha mấy chị nha. Em lên áo nha mấy chị nha. Chị mua áo đó rồi đẹp lắm em. Đúng rồi, nó là cực phẩm mấy chị. Có nghĩa là hàng nó đẹp xuất sắc nhất luôn á. Hàng nó đẹp xuất sắc lắm chị ơi. Hàng nó đẹp xuất sắc lắm. Rồi bây giờ em lên áo nha mấy chị nha. Em lên áo ha. Nhớ chia sẻ like nha mọi người ơi. Bữa nay họ gom rất là rẻ cho mấy chị luôn á. Đúng mấy chị nha. Đưa cho vợ cái mắm đây. Muốn gãy mắm luôn rồi. Rồi nha mấy chị nha. Rồi mọi người ơi nhớ chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha. Năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất tặng mỗi chị một cái rồi nha mấy chị nha. Cô gái bướm 60 kg. 60 kg là từ cô gái bướm 60 kg hả? Cô gái bướm 60 kg hả? Chị nào mà 60 kg thích mặc rộng thì lấy 63 kg giùm em. 175.000 một áo nha mọi người. 175.000 một áo ạ. Cô gái bướm là hàng thực phẩm nha mấy chị nha. Hàng đắt tiền đó mọi người. Hàng đắt tiền nha. Rồi bây giờ em lên hàng tiếp cho mấy chị ơi. Mọi người ơi nhớ chia sẻ like giùm em cho nó có lượng tương tác nha mấy chị. Chia sẻ like giúp em cho nó có lượng tương tác nha mọi người nha. Chia sẻ like giúp em cho nó có lượng tương tác ha. Rồi nha mấy chị nha. Rồi lên giùm cho em là ô con mèo dễ thương chưa nha mấy chị nha. Không có nha Nguyễn Hậu ơi. Con mèo siêu cưng siêu đẹp siêu dễ thương luôn. 63 kg cho tới 90 kg giùm cho em nha mấy chị. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Lấy kim đùi Quảng Châu hả? Đùi mà loại của Quảng Châu thì có, nhưng mà loại của Thái là không có đùi nha chị nha. Đùi của Quảng Châu thì có, đùi mà nó có túi đúng không? Là của Quảng Châu á. Em đang sale, gom sale còn 55.000 một quần nè. Rồi nha mọi người, con mèo đây. Mèo đây rất là đẹp luôn ha. Mèo siêu cưng luôn. 63 kg cho tới 90 kg. Trời ơi dễ thương quá ha. Trắng bóc luôn mấy chị. 63 kg cho tới 90 kg. Em gom mấy chị giá sale 175.000. Trời ơi đẹp quá. Linh Mai cô gái bướm 65 kg. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em nè. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ha. Ghi giùm cho em là mèo 63 kg, mèo loan nha. 63 kg cho tới 90. Mèo loan này nha mấy chị nha, 63 kg tới 90. Đẹp quá trời luôn. 175.000 chị nào ân mèo lên mèo. 63 kg tới 90. 175.000 chị nào ân mèo lên mèo giùm em. 63 kg cho tới 90 kg nha mấy chị nha. 175.000 chị nào ân mèo lên mèo giùm em nha mấy chị. Chị nào ân mèo lên mèo giùm em ha. Mèo nha mấy chị nha. Trù đẹp quá trời luôn mọi người ơi. Đi được cái bấm nha. Đây nha mấy chị nha, chị nào ân mèo lon lên giùm cho em mèo lon. 63 kg cho tới 90 kg giùm cho em nha mấy chị. 63 kg cho tới 90 kg giùm cho em. 63 kg tới 90 kg nha mấy chị nha. 63 kg tới 90 kg giùm cho em ha. Mèo lon nha mấy chị nha, 63 kg tới 90. Em gom cho mấy chị có 175.000, chị nào lấy mèo lon lên giùm cho em mèo lon ha. Đẹp quá. Rồi nha mấy chị nha. Trang ngô 2 mèo lon 63 kg số lượng có hàng nha mọi người. Trang ngô mèo lon 70 kg cho chị Thi. Hơn mèo lon 65 kg. Mèo số lượng có hàng nha mọi người ơi, không có nhiều đâu mấy chị. 63 kg tới 90. Em gom mấy chị giá sale chỉ có 175.000 một áo, không mua phí lắm nha mọi người. 175.000. Ngọc Thí mèo 70 kg nè. 70 kg mà thích mặt rộng thì lấy 75 kg giùm em nha. Ngọc Thúy 70 kg nè. Rồi Nguyễn Thị Nhung 65 kg nè. Rồi nha mấy chị nha, cùng size nha. Lưu Thị Hồng Duyên ơi 63-65 kg cùng size. Rồi chị Diệu Âm Liên Hoa 75 kg nè. Chị Diệu Âm Liên Hoa 75 kg nè. Hưng Hưng đã lấy rồi chị. Hưng Hưng đã chốt. Rồi Thanh Phúc Trần 63 kg nè. Cô gái bướm size L. Hồng Thị Hồng Lê Thị Cẩm biết hàng chưa vậy chị ơi? Biết size chưa? Biết sai chưa nha Hồng Lê Thị Cẩm ơi, biết sai chưa hàng, biết sai chưa vậy chị? Rồi nha mọi người ơi, đẹp lắm, con mèo cực kỳ dễ thương luôn. Con mèo cực kỳ dễ thương luôn. 63 kg cho tới 90. Em gom mấy chị có 175.000 nè. Có 175.000 một áo thôi nha mấy chị nha, thay vì mua chỗ khác mấy chị 200 mấy 300.000 cái. Em gom cho mấy chị có 175.000 thôi. Chị Văn Nguyễn 65 kg cho chị Văn Nguyễn nè, đẹp lắm mọi người ơi. Rồi chị nào lấy lên giùm em nha.
63 kg cho tới 90 nha mấy chị nha, đủ size mấy chị lên số ký em lấy size nha mọi người. Rồi 175.000 áo chuẩn hàng nhập của Thái Lan luôn, xách tay từ Thái về Việt Nam cho mấy chị luôn. 3 ngày sau em chốt đơn nha mấy chị. À, hôm nay em like thì 3 ngày sau em chốt nha mấy chị nha. Có tầm bữa nay ngày 7 rồi đúng không? Có tầm ngày 9 hoặc ngày 10 em mới chốt được cái áo này nha mấy chị, có tầm ngày 9 á, ngày 9 mới được nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Sáng có tầm sáng ngày 9 là em về tới Việt Nam rồi, bắt đầu là mới chốt đơn áo ha. 63 kg cho tới 90 nha mấy chị, 63 kg cho tới 90 kg, 175.000 đẹp cực kỳ luôn. 63 kg cho tới 90 kg nha mấy chị, 175.000 à, có 175.000 nha mấy chị nha. 63 kg cho Lưu Thị Hồng Duyên chồng. Rồi mấy chị 60 kg mặt rộng nha, bé 60 kg mặt rộng như em vậy nè, được thì lấy ha. 60 kg mặt rộng như em được thì lấy ha. Rồi cho chị Lưu Thị Hồng Duyên, cho chị Minh Ngô 70 kg luôn, cho chị Minh Ngô 70 kg luôn. À, chị Minh Ngô 70 kg luôn nè. Nha mấy chị đẹp lắm mọi người ơi. Chị Tính Hoàng 63 kg đẹp quá chứ ơi, đẹp quá. Rồi nha mấy chị, chô xuất sắc luôn á mọi người, đẹp cực kỳ luôn. 63 kg ok luôn. Rồi em có size 63 kg tới 90 kg đủ size nha mọi người. 63 kg tới 90 kg giùm em đủ size nha. 63 tới 90 giùm chị em đủ size nha mọi người ơi, đẹp lắm. Mà có nhiêu ta? Có 175.000 một áo à, vừa rẻ lại vừa đẹp nữa nha mấy chị ơi. Vừa rẻ lại vừa đẹp nữa. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em ha. Rồi vẫn có áp dụng chia sẻ like nha mấy chị nha. Hôm nay là năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, em tặng mỗi chị một cái áo cô gái bướm hàng cực phẩm nha mấy chị. Mỗi chị một cô áo cô gái bướm hàng cực phẩm nha mọi người nha. Mấy chị lưu ý giùm em, chưa mua hàng bên shop em mà mấy chị tự động lên size là em không dám chốt đơn rồi á. Nha mấy chị, áo Thái chứ không phải áo Việt Nam là cái size nó bị khác nha mấy chị. Trần Văn Bản chưa lên số ký nè. Rồi Hạnh Phạm, mèo 65 kg cho Hạnh Phạm nè. Rồi nha mấy chị nha, mèo 65 kg cho Hạnh Phạm nè. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy mèo màu đen nhiều lắm cho chị Mạc Thúy Hải ơi, màu đen nhiều lắm. Không có 60, mèo này từ 63 kg trở lên không có 60 nha. À, em còn nhan Thái không? Nhan nào chị Trang Nguyễn, nhan Trầm hay là nhan Thần Tài? Nhan Trầm, nhan Thần Tài hay nhan Phật chị ơi, nhiều loại nhan lắm. Chị muốn hỏi nhan nào chị lên lại giùm em cái tên nha. Rồi nha mấy chị nha, em qua mẫu tiếp, qua mẫu tiếp. Rồi nha mấy chị nha, qua mẫu tiếp giùm cho em mèo cưng lắm mọi người, mèo cưng lắm. Mèo cưng lắm nha mấy chị nha, mèo cưng lắm. Đưa dọn sói xanh đi. Rồi mấy chị nha, cô gái bướm 60 kg. À mà áo cô gái à dễ hở rồi ok chị nè. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Cô gái bướm là 50 kg tới 90 kg, em gom cho mấy chị giá 175.000 cô gái bướm. 50 kg tới 90 kg giùm em. Nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. À 60 kg không có hàng chị ơi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Cô gái bướm Mỹ Lê Ngô 60 kg này, cherry hồng mèo 63. Cherry hồng mèo 63 cho cherry hồng. Cherry hồng mèo mèo 63 cho cherry hồng này. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Cô gái bướm 60. Cô gái bướm 60 cho Mỹ Lê Ngô. Cô gái bướm 60 cho Mỹ Lê Ngô. Cô gái bướm là 50 kg tới 90 kg, em gom mấy chị giá là 175.000. Chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Còn hết nha chị ơi. Cô gái bướm 55 kg cho chị Hương Hồ luôn. Cô gái bướm 55 cho chị Hương Hồ luôn. Cô gái bướm 50 kg tới 90 kg đủ size 175.000 một áo nha mấy chị nha. Nhan Thần Tài hai bó, nhan Thần Tài là 95.000 một bó nha chứ nha. Mèo 63 kg cho cherry hồng rồi nè. Rồi cô gái nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, cô gái giùm cho em, cô gái bướm. Cô gái bướm 50 kg tới 90 kg giùm em. À, Thiên Kim là lấy cái nào vậy? Rồi Mai Hoàng Mèo 63 kg này. Mai Hoàng Mèo 63 kg này. Rồi nha mấy chị, cô gái bướm 90 kg cho chị Kha Ly Nguyễn nè. À, Thiên Kim á là không có lên cái mã cho nên không biết cái nào để chốt nha. Thiên Kim Lê là chưa chốt nè. Rồi Mèo Loan 65 kg cho Linh Mai. Mèo Loan 65 kg cho Linh Mai. Mèo Loan 65 kg cho Linh Mai. Còn cái cuối cùng nè. Mèo Loan còn cái cuối cùng này chồng. Rồi nha mấy chị nha, 65 kg cho Linh Mai. Rồi nha mấy chị, cô gái bướm cho chị Kha Ly nè. Cô gái bướm 55 cho Thiên Kim Lê. Cô gái bướm 55 cho Thiên Kim Lê. Cô gái bướm 80 cho chị CM. Rồi nha mấy chị nha. Rồi cô gái bướm 50 kg tới 90 kg, đẹp nhất cái nắp luôn nha mấy chị nha. Rồi 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, em tặng mỗi chị một cái áo cô gái bướm từ 50 kg tới 90 kg. Nha mấy chị, cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất. Chị Trang Nguyễn ơi, chị ghi lại giúp em được không? Hai bó nhang Thần Tài 95.000 một bó, 79 cây nha chị. Chị Loan Nguyễn là 65 kg. Cô gái bướm 65 kg cho chị Loan Nguyễn luôn. Cô gái bướm 50 kg tới 90 kg. Những chị nào có thể chia sẻ được, chia sẻ giúp em ha. Từ
Nói chung là một lần trang cá nhân, còn lại hội nhóm chia sẻ hội nhóm càng nhiều thì cơ hội trúng áo càng cao nha mấy chị. Chị Hạnh Trần, cô gái bướm 80kg cho chị Hạnh Trần luôn. Cô gái bướm 80kg cho chị Hạnh Trần luôn. Cô gái bướm 67kg cho chị Thi Ni Châu luôn. 67kg cho chị Thi Ni Châu. Cô gái bướm em có size từ 50kg tới 90kg. À, chị có áo đại bàng không? Có em. Đại bàng biết đồ gì là có hết. Rồi nha mọi người ơi, chị nào lấy lên giùm cho em ha. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ha. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Nghe kỹ số ký đi trời, muốn ân đặt cái nào đặt vậy trời. Đoàn Thị Hòa, mèo 63kg hết size. Mèo em còn 75kg cho tới 90. Đoàn Thị Hòa hết. Mấy bà không nhanh tay nó làm gì, nó còn hàng vậy. Đâu phải lúc nào cũng có hàng đâu mấy chị. À, Đoàn Thị Hòa hết nha. Em chỉ còn 75kg tới 90kg thôi nha mọi người. Không phải lúc nào cũng có hàng đâu mấy chị. Không phải lúc nào cũng gom được hàng nhiều đâu. Không phải em ở Thái cho em gom được hàng nhiều đâu mấy chị. Mà là tùy mẫu, có mẫu nó còn hàng, có mẫu nó hết hàng nha mọi người. À, nhưng mấy chị nha, con sói xanh dùm cho em 50kg cho tới 90kg đủ size 175.000 nha mấy chị nha. Và 95kg tới 105kg là 215.000 dùm cho em nha mấy chị. Con sói xanh 50kg cho tới 90kg 175.000, 95kg tới 105kg là 215.000. Chị nào ưng con sói xanh lên giùm em sói xanh siêu phẩm luôn. Đẹp tuyệt vời nha, đẹp tuyệt vời luôn. Em gom với chị có 175.000 à. Sói xanh rất là đẹp luôn nha mấy chị, nét cực kỳ luôn á, siêu nét luôn nha. Mã này là siêu nét luôn á. Chị nào ưng sói xanh lên giùm chị em sói xanh nha. 50kg cho tới 90kg đủ size. Sói xanh nha mấy chị nha. Trời ơi đẹp quá. Sói xanh 50kg tới 90kg giùm chị em đủ size 175.000. Rồi 95kg tới 105kg là 215.000 dùm cho em nha mấy chị. Chị này thích mặt rộng tự động đôn số ký lên giúp em nha. Thích mặt rộng đôn số ký lên dùm em nha mọi người. Nói trước nha mấy chị nha. Ninh Khang nè. Rồi sói xanh 50kg tới 90kg. Thích mặt rộng làm ơn đôn số ký lên dùm cho em. Để mấy chị mặc cho nó rộng rãi thoải mái ha. Nha mấy chị nha, áo thun thì mấy chị biết rồi, cái khoảng cách của nó hơi xa. Cho nên mấy chị ơn là mấy chị tăng số ký lên. Rồi sói xanh 50kg tới 90kg chỉ có 175.000 à. 50 tới 90 nha mấy chị nha. Đẹp lắm luôn. 65kg tới chế tính hoàng luôn. 50kg tới 90kg đủ size. Nha mấy chị, 50kg tới 90kg giùm em đủ size 175.000. Chị nào ân lên giùm em ạ. Đẹp lắm, nét cực kỳ luôn nha mấy chị nha. Nét cực kỳ luôn. 50kg tới 90kg đủ size 175.000. Chị nào ân sói xanh lên giùm cho em sói xanh ha. Lo Nguyễn sói xanh 65kg. Nhớ nha mấy chị nha, thích mặt rộng làm ơn đôn số ký lên đi mọi người ha. Nha mấy chị nha, chứ để mất công rồi họ mua đã xong cái kêu là ưng đổi size lên nữa là rất là mệt. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. Sói xanh 50kg cho Châu Bùi luôn. Rồi sói xanh 50kg tới 90kg đủ size. 50 tới 90 nha mấy chị nha. 175.000. Chị nào lấy sói xanh lên giùm cho em sói xanh 50kg tới 90kg giùm cho em. 50kg tới 90kg giùm cho em nha mấy chị nha. 175.000 nha mấy chị. 175.000 giùm cho em, đẹp quá. Rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi mỹ phẩm á mấy chị, cứ ưng gì thì mấy chị cứ lên đơn em lấy nha. Ưng gì lên đơn em lấy ha. Rồi sói xanh 50kg tới 90kg giùm cho em. Sói xanh 60kg cho Trần Văn Bản nè. 60kg thích mặt rộng lấy giùm em 63kg nha mọi người. 60kg thích mặt rộng thì lấy 63kg giùm em nha. 60kg mà mặt ôm ôm á thì mấy chị lấy đúng 60kg. Mà 60kg thích mặt rộng thì nhớ lấy giùm em 63kg. Rồi nha mấy chị nào lấy lên giùm em ạ. Sói xanh 70kg cho chị Minh Ngô. 70kg thích mặt rộng nhớ lấy 75kg nha chị Minh Ngô ơi. Sói xanh một cái 60, một cái 70. Minh Ngô mà thích mặt rộng á, 70kg thích mặt rộng thì lấy 75kg giùm em ha. Mấy chị thích mặt rộng nhớ đôn số ký lên nha mọi người. Chứ chừng cái đầu cái bán đã xong đầu mới kêu là đôn số ký lên, kêu đầu cái là không đi đổi. Đây nha mấy chị. Đây, con này là con đại bàng cực phẩm giùm cho em. Đại bàng nâu siêu phẩm luôn. Đại bàng nâu siêu phẩm nha mấy chị nha. Đại bàng nâu siêu phẩm giùm cho em. Đại bàng nâu siêu phẩm. Đại bàng nâu siêu phẩm. Đẹp ơi là đẹp coi này trời. Cái bà coi nó quát cái áo nè. Tép cái nách luôn. 50kg cho tới 90kg 175.000 giùm cho em. 50 tới 90 nha mọi người ơi. Chu cha đẹp xuất sắc luôn. Sói xanh 65kg cho chị Thi Trần luôn. Sói xanh 65kg cho chị Thi Trần. Rồi nha mấy chị nha. À, đúng rồi nha Lo Nguyễn, chính xác luôn. Rồi nha mấy chị,
Rồi đại bàng nâu 50kg tới 90kg dùm cho em. Không đẹp, không lấy tiền. 175.000 chị nội ân lên dùm cho em đại bàng nâu nha. 50kg tới 90kg dùm cho em. 50kg cho tới 90kg dùm mấy chị nha. Không có size XL. XL còn không ta? XL hết rồi. Mã này XL hết hàng rồi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy làm em, hôm qua không lấy luôn. Hôm qua có cái mẫu này người ta lấy quá trời luôn mà không lấy luôn. Rồi nha mấy chị, đại bàng nâu nha mấy chị nha, đại bàng nâu dùm, đại bàng nâu dùm cho em nha. Đại bàng nâu 63kg. Hình băng một đại siêu phẩm nào, một cái 63, một cái 50. Một cái 63, một cái 50 nha. Một cái 63, một cái 50 nè. Cho hình băng nè. Đại bàng nâu 50kg tới 90kg dùm cho em 175.000. Chị nào lấy đại bàng nâu lên dùm cho em chữ đại bàng nâu nha. 50kg cho tới 90kg dùm chị em nha. Đủ size, đủ size, đẹp lắm. Có 175.000. Nã này mà không gom là phí lắm trời. Coi này, rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Nữ mình mặc cũng đẹp mà nam mặc cũng đẹp luôn. 50kg tới 90kg dùm chị em. 50 tới 90 nha mấy chị, 175.000. 50kg tới 90kg dùm em. 85kg. Rồi 85kg cho Trương Lợi nè. 50kg tới 90kg. Rồi chị nào lấy lên dùm em. Đài bàn nâu 50kg tới 90kg đủ size 175.000, chị nội ân lên dùm cho em ha. 50 tới 90 nha mấy chị nha, 175.000. Có 175.000 thôi nha mấy chị nha, 175.000. Rồi qua mẫu 50kg tới 90kg dùm chị em nha mấy chị, 175.000. Rồi lại cái này ấy. Đây nè, 50kg tới 90kg, con này đẹp lắm, không mua tiếc lắm nha mọi người. Con này rất là đẹp luôn á, nó là cực phẩm nha mọi người nha. Nó là cực phẩm rất là đẹp luôn á. 50kg tới 90kg dùm cho em, có 175.000. 50 tới 90 đẹp xuất sắc luôn. 50kg tới 90kg 175.000. Chị gái hoặc cái hoàng thị 65kg, cái hoàng thị 65kg luôn. Đại bàng nâu 65kg luôn trời. Đây nha mấy chị, chị nào lấy lên dùm cho em ha. Đây nha mấy chị nha, em lên tiếp cho mấy chị em lên tiếp cho mấy chị cái con này luôn. Cái áo lá này mọi người, lá mà bữa nay lá quát luôn nha mấy chị nha, lá quát luôn, đẹp lắm, lá quát nha mấy chị nha, không đẹp không lấy tiền luôn, gửi chị em là lá quát nha mấy chị. 50kg cho tới 90kg đẹp nhất nách. Liên lê đại bàng nâu 55kg, liên lê đại bàng nâu 55kg này. Rồi nha mấy chị nha. Rồi lá quát 50kg cho tới 90kg. Vợ Lê Nguyễn Hiếu, đại bàng nâu 80kg. Rồi ok luôn. Mấy chị ơi nhớ nha, 3 ngày sau em mới chốt đơn nha mấy chị nha, chứ chưa chốt liền được ha. Hiền Cao, đại bàng nâu 60kg. Chị nào 60kg thích mặt rộng làm ơn lấy chị em thành 63, 65kg gì đó, đôn số ký lên giùm em nha. Rồi nha mấy chị. Áo lá này, trời ơi, đẹp, đẹp cực kỳ luôn. 50kg tới 90kg đủ size nha mấy chị, 50kg tới 90kg đủ size giùm em nha mấy chị nha, đủ size 50kg tới 90, hàng đủ size, đặt hàng lên số ký em lấy size. Quá đẹp. Trời ơi, quá đẹp luôn. Lá mà không đẹp nữa là thâu luôn mấy bà. Mà bữa nay lá quát luôn mới ghê chứ. À nha mấy chị nha. Rồi, mai mai. Mai mai size L nè. Đại bàng nâu 90kg cho chị Thiên Phước nè. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em nha. Rồi ok em, hàng mà chưa chốt đơn là dồn được nha em, mà hàng mà đã chốt đi đơn rồi là dồn không được đâu. Rồi 63kg cho Hồng Nhung luôn, trời ơi đẹp quá. 50kg cho tới 90kg dùm cho em nha, 50kg tới 90kg dùm cho em ạ. À, có 175.000 một áo à mấy chị ơi. Người ta xách tay gì á, hở là toàn là 100, ở lộn toàn là 200 mấy 300 ngàn. Em gom mấy chị 175. Chị Thiên Phước lá 90kg. Chị Minh Ngô lá 70kg. Rồi nha mấy chị nha, lá 50kg tới 90kg dùm cho em đủ size. Rồi 65kg cho Thư Trương luôn, 65kg cho Thư Trương luôn. Mai Hoàng lá 63kg có luôn. Mai Hoàng lá 63kg luôn. Hương Nguyễn lên số ký nha Hương Nguyễn ơi. Lá 50kg tới 90kg. Lá 50kg tới 90kg có 175.000 à mọi người. Đẹp quá à, dễ thương lắm luôn á mọi người. 50kg cho tới 90kg dùm cho em 175.000 nha mấy chị nha. Sới xanh 150, 167. Đại bàng nâu 150. Khánh Ngọc là đại bàng là một cái 50. Rồi sới xanh đó là một cái 50, một cái 67 lấy luôn cho Khánh Ngọc. Ok Khánh Ngọc đã đủ nha. Ok Khánh Ngọc đã đủ nè. Lá 70kg, cô gái bướm 70 luôn hả. Lá 70, cô gái bướm 70 luôn cho. Lấy một cô gái bướm 70 nữa cho gái đặng, cô gái bướm 70. Đây. Cô gái bướm 70 luôn. Rồi nha mấy chị nha, lá cô gái bướm 70 cho cái đặng nè.
Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Lá 65 cho Nhung đặng luôn. Nha mấy chị, em ship về Việt Nam mà, em gửi về Việt Nam mà, cho Nhung đặng luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị, lá 50kg cho Xuân Đào. Rồi lá 62kg cho Ma Thảo. Rồi nha mấy chị nha, Ma Thảo. Rồi đại bàng nâu 65kg cho chị Thủy Trần. Đại bàng nâu 65kg cho chị Thủy Trần. Hương Nguyễn lá size M. Hương Nguyễn lá size M. Rồi nha mấy chị nha. Rồi bỏ vào đây nè, bỏ em mới lấy hàng rồi bỏ vào đây cho vợ nè. Đại bàng nâu hiểu không? Có nghĩa lấy rồi bỏ ra đây rồi. Rồi mấy chị, cho chị Thúy Trần đại bàng nâu 65kg nè. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ha. Không có lá, không có 100kg. Rồi nha mấy chị, bữa nay em không có tư vấn mỹ phẩm nha mấy chị ơi. Bữa nay em bán áo, em không có tư vấn mỹ phẩm nha. Rồi nha mấy chị nào lấy lên giùm cho em ha. Lá 50kg tới 90kg giùm cho em, có 175.000 à. Lá 56kg, lá 56kg. Lá 56kg cho chị cho chị Châu Cao Thị Mỹ luôn. Rồi nha mấy chị, lá 50kg tới 90kg giùm cho em, 175.000. Chị nào lấy lá lên lá giùm em ha. 175.000 một áo thôi nha mấy chị, 175.000 một áo thôi, rất là đẹp luôn nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Chị nào lấy áo lên áo giùm em nha mấy chị, 50kg cho tới 90kg đủ size. 175.000, 175.000 nha mấy chị nha, có 175.000 thôi nha mấy chị. 175.000 ạ. Chị nào lấy áo lên áo giùm em ha. Chị nào lấy áo. Rồi nha mấy chị nào lấy áo lên áo giùm em ha. Năm mươi ký tới 90kg giùm em nha. Rồi nha mấy chị nha, 50 tới 90 giùm em. Ok Khánh Ngọc này, 50kg tới 90kg nha. 48kg không có sai ạ. Rồi nha mấy chị nha, đường cộp đen. Rồi nha mấy chị nha, 50kg tới 90kg nha, chị số ký rồi chị chốt giúp em nha. Rồi em lên cho mấy chị cộp đen nha, bao đẹp luôn. Con này không đẹp em cho trả hàng luôn đó mọi người, bởi vì nó là siêu phẩm. Nó là siêu phẩm nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn nha. Này mấy chị coi cộp này, chết đi, mấy chị thấy chưa? Ôi nó đẹp, 50kg tới 90kg giùm cho em. Này mấy chị, em cho mấy chị coi cận cảnh đó nha. Rất là đẹp luôn. Và đặc biệt áo hai bên hông không có đường may nha mấy chị, coi giùm em này. Hai bên hông áo không có đường may. Nha mấy chị nha, những ai mà xìu mua hàng này của Thái thì mấy chị biết ha. Rồi nha mấy chị nha, ghi giùm cho em cộp 50kg tới 90kg giùm em, đặt đủ size nha mấy chị. Mấy chị đặt hàng thì lên số ký. À trời ơi, thấy chưa mọi người, em nói rồi mà, không đẹp là không lấy tiền luôn. Cộp 50 tới 90kg giùm cho em, đủ size 175.000. Chị nào lấy cộp lên cộp giùm em, quá đẹp nha mấy chị nha. Cộp 50 tới 90. Sổ rửa mặt gạo là 49.000 tiếp ha. Rồi nè mọi người ơi, coi giùm em nè, thấy chưa? Rất là đẹp, 50kg tới 90kg giùm cho em, đủ size nha mấy chị nha. Trời ơi đẹp quá, đủ size, đủ size. Rồi cộp 78kg cho chị Phương Vi nè. Rồi chị nào lấy cộp lên cộp giùm em, 50kg tới 90kg giùm cho em ha. 50kg tới 90kg giùm cho em. Nét lắm nha mấy chị nha, nét cực kỳ luôn á, rất là đẹp luôn nha mấy chị. Nam được, nữ được giùm cho em ha. Cái này nó không có phân biệt cho nam riêng hay nữ riêng nha mấy chị nha. Ưng cái nào thì mình lấy cái đó thôi nha mấy chị. Mình ưng cái mẫu nào thì mình lấy mẫu đó thôi. Rồi cộp 50kg cho tới 90kg đủ size, 175.000. Chị nào lấy cộp lên cộp giùm em. Cộp 65kg cho chị Châu Thị Cao Thị Mỹ gì nè. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em nè. Rồi 65kg nè. À, một sữa rửa mặt gạo rồi có luôn. Chị nào lấy lên giùm em cọp 50kg cho tới 90kg đủ size. 50kg tới 90kg giùm chị em đủ size nha. Có 175.000 một áo thôi nha mọi người. 175.000 một áo, rất rẻ luôn á. Nhưng mấy chị mà nó đẹp lắm mọi người ơi, nó nét lắm luôn ấy. Con này mặc đẹp lắm nha. 85kg cho Trương Lợi, cọp 85kg cho Trương Lợi. Cọp 50kg tới 90kg đủ size, 175.000. Chị nào ân cọp lên cọp giùm em ha. 50kg tới 90kg nha mấy chị nha, đủ size, 175.000. Chị nào lấy cọp lên cọp giùm em, 50 tới 90 nha mấy chị nha. 50 tới 90, 175.000. Rồi chị nào lấy cọp lên cọp giùm em ạ. Chị nào lấy cọp lên cọp giùm em. Rồi em lên cho mấy chị con siêu phẩm này nữa nè. Con siêu phẩm nha, con siêu phẩm nha mấy chị. Rồi em lên mấy chị siêu phẩm nè. Siêu phẩm là siêu đẹp, đẹp ơi là đẹp nha mấy chị ơi, đẹp ơi là đẹp luôn. Rồi em lên mấy chị con siêu phẩm nha. Siêu phẩm nha mấy chị, mấy con quỷ này mất tiền lắm.
con này rất là đắt tiền luôn mọi người, coi giùm em nè. Chết đi, nhức cái nách chưa mấy bà ơi. Mấy chị ơi, chó quát nè, 63kg cho tới 90kg giùm chị em, 175 ngàn. Mấy con này bán 175 ngàn, giống như là gom giùm cho mấy chị luôn. Tại vì mấy cái con quát như thế này rất là đắt tiền nha. Lá 63kg cho Ninh Khang. Trời ơi mấy chị ơi, con chó này mấy chị 63kg tới 90 đẹp quá, quá đẹp luôn, quá trời đẹp luôn. 63kg tới 90, chị nào ơn ghi chị em chó Loan nha mấy chị nha. Chó quát 63kg tới 90 đẹp lắm nha mấy chị nha, đẹp lắm. 63kg tới 90, 175 ngàn. Có 175 ngàn à, chị nào ơn chó Loan lên giùm chị em chó Loan nha. 63kg cho tới 90, 175 ngàn. Chị nào ơn chó Loan lên giùm em chó Loan. 63kg cho tới 90, 175 ngàn. Đẹp lắm luôn nha mọi người. Coi nè mấy chị ơi ha, đẹp cực kỳ luôn mấy chị thấy chưa. Chó Loan 63kg cho tới 90. Coi nè mấy chị, rất rất là đẹp luôn ha. Chị nào ơn chó Loan lên giùm chị em chó Loan. 63kg cho tới 90, 175 ngàn. Đẹp ơi là đẹp. Chị nào lấy lên giùm chị em chó Loan nha mấy chị nha. Mã đẹp lắm luôn mấy chị. Chó Loan 63kg tới 90, 175 ngàn. Chó Loan 63kg tới 90, 175 ngàn ha. 63kg tới 90 nha mấy chị nha, 175 ngàn. Rồi chị nào lấy chó Loan lên giùm chị em chó Loan nha. 63kg cho tới 90. Nó có bị đứng comment không vậy ta? Mọi người ơi, thấy em không mấy chị? Chấm bài tương tác giùm em với mọi người. Chấm bài tương tác giùm em với. Sao nó đứng luôn comment rồi ta? Mọi người ơi, thấy em không? Thấy em không mấy chị? Chấm bài tương tác giùm em thử nha mấy chị nha. Chó Loan 65kg cho chị giờ. Cho chị Cao Thị Mỹ cho Mỹ nè. Rồi mấy chị nha, đẹp lắm luôn á. 77kg cho Hằng Nguyễn luôn. Chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị nha. Chấm bài tương tác đồ lên giùm em nha mọi người ơi. Chấm bài tương tác giùm em đi mấy chị. Rồi nha mọi người, chị nào lấy lên giùm em ạ. Nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nha. Em không có cho đổi mẫu nha chị. Em không cho đổi mẫu. Em chỉ cho đổi size, em không cho đổi mẫu nha. Nói trước luôn. Em nói em bán hàng hồi giờ vậy mấy chị. Em chỉ cho hàng đổi size, chặt rộng em cho đổi, chứ mẫu thì em không cho đổi nha. Đổi mất công là một chị đổi là 10 chị sau mà đổi mà hàng thì mẫu nó lên liên tục liên tục liên tục mà ngồi đó cho đổi rồi làm sao em bán hàng được. Cho nên là em không có cho đổi mẫu, em nói trước nha mọi người. Không cho đổi mẫu nha. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Ghi giùm chị em mẫu chó cho mấy chị nha. 60kg tới 90. 63kg cho tới 90 chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Rồi con mèo đó, đó con mèo đó, mèo kia này. Mèo đội nón ấy. Chá Loan rồi ok luôn. Đúng rồi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Rồi nha mấy chị nha, 70kg ok luôn. Nguyễn Hiền chó Loan 70kg này. Rồi nha mọi người, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Chị nào lấy lên giùm chị em nha. Chó Loan 50kg tới 90kg giùm em nha mấy chị. 50 tới 90 giùm chị em ạ. 100. Rồi nha mấy chị nha. Chó Loan trên Nguyễn Hiền này. Rồi nha mọi người ơi, con này. Trời ơi thề luôn, không đẹp là không lấy tiền luôn nha mấy chị nha. Con này là nam mặt cực kỳ đẹp mà nữ mặt cũng đẹp lắm luôn. Mèo đội nón 50kg tới 90kg. Mèo đội nón lá xanh nha mấy chị nha. 50 tới 90 giùm em, số lượng có hàng có rất là ít. 175 ngàn, chị nào ân mèo lên mèo giùm em. 50 tới 90 nha mọi người, coi nè. Trời ơi, thấy chưa mấy bà ơi, cưng lắm. Con mèo 50 tới 90, nữ cũng được, nam cũng được nha. Thường thường á, thì con mèo ít khi mấy chị muốn mặc lắm, ngủ với con nam. Ít khi nam mặc, nhưng mà riêng con mèo này nam mặc cực kỳ đẹp nha. Riêng con mèo này nam mà cực kỳ đẹp luôn. 50kg tới 90kg giùm chị em. Chị nào lấy lên giùm chị em mèo đội nón nha mấy chị nha. 50kg tới 90kg giùm em, 175 ngàn. Chị nào lấy mèo lên mèo ạ. Chị nào lấy mèo lên mèo giùm em nha mấy chị nha. Mèo đội nón 67kg cho Châu Bùi nè. Đây nha mấy chị. Mèo đội nón 66kg cho chị Phương Châu nè. Mèo 50kg cho tới 90kg đủ size, 175 ngàn. Chị nào lấy mèo lên mèo giùm em nha mấy chị. Mèo 50kg cho tới 90kg đủ size giùm em ha. 175 ngàn. Chị Nguyễn Nga nè. Mèo 77kg nè. Chị nào ơn mèo lên mèo giùm em. 50kg tới 90kg giùm chị em nha. 50 tới 90, 175 ngàn. Chị nào ơn mèo lên mèo, đẹp lắm nha mấy chị, dễ thương lắm. 50 cho tới 90 giùm chị em ha, 175 ngàn. Chị nào lấy mèo lên mèo giùm em ạ. 50kg cho tới 90kg nha, 175 ngàn. Mấy mẫu nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị nha. 50kg tới 90kg giùm em, 175 ngàn. Rồi chị nào lấy mèo lên mèo giùm em ha. Mèo 65kg cho chị Lê Hà nè. Mèo 66kg cho chị Mỹ Linh nè.
Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Rồi chị Lê Hà lên số điện thoại giùm em 50kg cho tới 90kg giùm chị em. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em nha. Rồi nha mấy chị. No, ok chị Loan Nguyễn này. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Rồi nha mấy chị. Mèo 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 mèo. Rồi, con này còn sai nhiêu vậy? Con đó, đâu đâu lấy cho. Rồi nha mấy chị nha. Mèo một cái 55, số 5 hai cái, một cái 85 cho Trần Loan luôn. Một cái 55, một cái 55, hai cái 65 và một cái 85 cho Trần Loan. Một cái 55, hai cái 65 và một cái 85 cho Trần Loan. Hai cái, một cái, đúng rồi, hai cái, đúng rồi, một cái 85 nữa. Một cái 85 kg nữa. 85 kg cho Trần Loan. Rồi ok Trần Loan luôn. Rồi nha mấy chị nha. Này. Chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị nha. Trần Loan lên số điện thoại giùm em. Ok chị Lê Hà có số rồi nè chị ơi. Rồi nha mấy chị nào lấy lên giùm em ha. Đẹp quá. Đẹp quá. Lên tiếp chân vợ. Đó con sói. Đấy đấy con sói. Đúng rồi sói xanh. Sói xanh mới siêu phẩm ấy. Đấy 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 đấy. Đúng rồi con đó đó. Siêu phẩm đó. Rồi nha mấy chị nha. Trai lớn áo cộp 80kg hả? Áo cộp 80kg. Áo cộp 80kg à. Áo cộp 80kg có luôn. Áo cộp 80kg có luôn. Dung dịch vệ sinh có luôn. Rồi áo cộp đó 80kg có thử con chưa? Cho chị Võ Lê Nguyễn Hiếu. Đây đấy cộp đó 80kg cho Võ Lê Nguyễn Hiếu. Chó Loan 67kg. Mèo 67kg. Cộp 50kg. Ủa hết rồi hả? Hết rồi. Chị hết rồi nha chị Võ Nguyễn Hiếu ơi. Hết rồi hả? Ủa nhớ con mà. Ok. À vậy hết rồi nha chị Võ Lê Nguyễn Hiếu ơi, hết cộp rồi chị. Chị chọn con khác nha. Cháu Loan một cái 65. Này, cháu Loan một cái 65 này, một cái mèo 67 kg này. Một cái cháu Loan 65, một cái mèo 67. Một cái cháu Loan 65, rồi một con mèo 67. Con mèo 67. Rồi, một con cháu 67, một con mèo 67 nó cùng size luôn á. Rồi con cộp 50. Rồi lấy một con cộp cho 50 nữa cho Trần Khánh Ngọc. Ô quên cho Khánh Ngọc. Rồi một con cọp 50. Rồi một con cọp 50. Ok luôn Thánh Ngọc ba cái. Rồi nha mấy chị nha, đi đơn cho chị chưa em, có ai chốt đơn chị chưa? Chốt cho chị. Ok chị Trần Loan nè. Rồi nha mấy chị, 175.000 nha chị ơi. Em lên mấy chị con siêu phẩm nữa nha. Em lên mấy chị con siêu phẩm nữa ha. Siêu phẩm không đẹp không lấy tiền. Siêu phẩm không đẹp không lấy tiền nha mấy chị nha. Trời ơi. Em đố mấy chị đi ra ngoài là mặc đụng hàng cái con này. Rất là hiếm luôn, bởi vì mấy chị qua trúng đợt, nó có trúng đợt, em đố mấy chị tìm ra nó có một cái nha. Không phải muốn là có đâu mấy chị ơi, phải săn nha mấy chị. Cái mã, mấy mã càng độc càng đẹp như thế này là giá nó lại càng cao và đặc biệt là càng hiếm. Sói Loan 50kg tới 90kg, đặc biệt lắm. Lá 55-70kg hả? 55-70kg hả? La quát đúng không? Còn luôn. La quát 55-70kg còn nha Xuân Đèo. Rồi nha mấy chị nha, cháu Loan 63kg cho Ninh Khang. Rồi nha mọi người ơi, coi này, ghi chị em sói nha mấy chị nha, cháu Loan này. Rồi con ghi chị em là sói, sói Loan nha. Sói Loan 50kg tới 90kg đủ size. Ủa Ninh Khang phải lấy con này hay con cháu Loan vậy? Ninh Khang lấy con cháu nào vậy? Cái này con sói hoang dùm cho em nha mấy chị nha. 50 tới 90 dùm cho em. Trời ơi đẹp quá trời quá đất luôn. 50 tới 90kg 175.000 à. Có 175.000 thôi nha mọi người ơi. Chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha, con này đẹp lắm. 50kg tới 90kg 175.000. Chó Loan 50kg tới 90kg 175.000. Chị nào lấy chó lên chó giùm em có 175.000 thôi, đẹp quá. Đẹp quá mấy chị ơi. Chó Loan 54kg cho chị Châu Bùi nè. Rồi nha mấy chị nha, chị Hằng Nguyễn 50kg luôn nè. Chó Loan 50kg cho tới 90kg đủ size. Nha mấy chị nha. Chị Thuy VN gì nè, 70kg nè. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em. 65kg cho chị Thuy Trần luôn. 65kg cho chị Thuy Trần luôn. 50kg tới 90kg đủ size. Nha mấy chị có 175.000 thôi mọi người ơi. Đẹp cực kỳ luôn á. Nha mấy chị nha, có 50kg tới 90kg có 175.000 à. 50kg tới 90kg 175.000 ha. Dung Mỹ là cái gì, 60kg gì? Con chó này 60kg hả? Dung Mỹ chó 60kg nè. Chó Loan size L cho Mai Mai nè. Chó Loan 65kg cho Nguyễn Nhung nè. Nguyễn Nhung nè. Rồi nha mấy chị nha. Sói Loan 80kg cho Võ Lê Nguyễn Hiếu này. Rồi nha mấy chị nha.
sới Loan 65kg cho chị Loan Nguyễn này. Rồi 65kg cho chị Loan Nguyễn này. Chó Loan 80kg, con này vậy con này luôn đúng không? Rồi 80kg cho Trang luôn này. Rồi Dũng My, Dung Mỹ lên số điện thoại. Rồi một cái 70. Xuân Đào một cái lá 50 và 70, 55 và 70. Một cái lá quát á. Rồi nha mấy chị nha, sói Loan 65kg cho Trần Thị Ngọc nè. Thích mặt rộng tự động đôn số ký lên giúp em nha. Chị Liên Lê 55 nè. Thích mặt rộng đôn số ký lên giùm em nha. Rồi Xuân Đào một cái 55, một cái 70 cho Xuân Đào nè. Rồi nha mấy chị ơi, mấy chị đặt hàng nhớ thích mặt rộng nhớ đôn số ký lên giùm em nha mấy chị. Rồi chợ sói Loan 50kg tới 90kg nha mấy chị nha. Gấu Son Mi ơi, hàng đang quá tải cho nên nó hơi chậm chút xíu nha. Gấu Loan ơi, gấu con ơi. Sói Loan 2 áo 60, 1 áo 90. Trần Minh Thư hả, 2 áo 60 hả. Rồi 1 cái 90. Hai cái 1 cái 60, 1 cái 90 à. Trần Minh Thư là 2 cái, 1 cái 60, 1 cái 90. Rồi nha mấy chị nha. Sói 90 cho chị Nguyễn Thị Thu. 90 cho Nguyễn Thị Thu nè. Rồi 90 cho Nguyễn Thị Thu nè. 175.000 một áo nha mấy chị. Cực phẩm xách tay từ Thái Gia. Sói 63kg cho Huỳnh Tâm. Cực phẩm xách tay từ Thái Gia nha mấy chị. À em biết rồi, tin nhắn đang quá tải chị ơi. Chị đang nhắn ở trong cái fanpage em đang like này đúng không? Chị đang nhắn trong cái fanpage em đang like này đúng không? Cái chị qua chị hỏi giùm em lần nữa được không? Chị nói là em ơi chút đơn giùm chị đi, chị đợi lâu quá. Chị nhắn nghĩ giùm em nha, để nó biết nhắn chị nha. Do mấy chị biết sao, đơn hàng nhiều quá. Đơn hàng nhiều quá chị ạ. Cho nên nó làm chưa kịp với chị. Rồi qua mẫu. Rồi nhưng mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Sói Loan 50kg tới 90kg có 175.000 à. Đẹp ơi là đẹp luôn nha mấy chị nha. 50kg tới 90kg. Chị Mai Ly Tuyết sói Loan 75kg luôn. Sói Loan 75kg cho chị Mai Ly Tuyết luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Nha mấy chị, ủa gì kỳ vậy trời. Mấy bà like mấy bà còn đỡ cho khách lấy gì chứ. Làm gì rẹt rẹt vậy trời, coi like mà hối như hối gì vậy trời. Mấy bà nào hối tôi rất là ghét luôn á nha. Cho bán like mà hối gì trời. Trời ơi thiệt luôn á, khách người ta còn đang mua như thế này luôn. Mấy bà còn đang mua như vậy, mới vô cái hối liền. Mấy bà nào mà hối á, mấy bà không có coi like được đâu. Hối coi like mấy chị đợi chút xíu cho có hối liền à. Hối em hay quạo lắm nha mấy chị. Trước sau 3 cái 50, 55, 70. Ok Xuân Đào nè. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Chị được 2 cái hả em? Chị Huyền Cao phải được 2 cái không chồng? Rồi đúng rồi nha chị Huyền Cao rồi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Ok chị Loan Nguyễn nè. Sói Loan Huy Lê lên giùm em số ký nha. Huy Lê lên giùm em số ký. Mấy chị đặt hàng lên số ký giùm em. Con này còn size nhiêu vậy? Tao đưa cái cục đó lại đó. Rồi nha mấy chị nha. Đây nha mọi người ơi, con này nè, áo lá này. Áo lá này em còn size là từ 50kg cho tới 90kg đủ size. 50 tới 90kg giùm em đủ size. 175.000. Chị nào áo lá Loan ghi cho em áo lá Loan 50kg tới 90kg. Áo lá Loan 50kg tới 90kg giùm mấy chị nha. Trường qua tới giờ trời ơi, người ta 3 ngày trước người ta còn chưa chốt kia chị ơi, chị mới hôm qua hôm nay mà hối cái gì không biết nữa mấy bà ơi, từ từ. Mọi người ơi gì vậy he, hàng bên Thái nó còn phải cho nó thời gian nó gửi về nữa chứ, đâu có phải là hàng ở tại Việt Nam đâu mọi người, mà cứ hối hoài luôn á. Em like lần nào em còn nói mấy chị ơi thông cảm giùm em, hàng từ bên Thái gửi về trong vòng 2-3 ngày em mới chốt đơn được, mà mới hôm qua hôm nay cũng hối nữa. Mọi người ơi bớt hối giùm em đi mọi người, ai cũng muốn hàng chính gốc chính hãng, ai cũng muốn hàng tốt. Mà giá rẻ thì mấy chị ráng đợi giùm em chứ, 1-2 ngày mấy bà cứ hối em hoài luôn á. Từ từ chứ gì vậy hết. Thiệt luôn, quạo dở sợ. Thiệt còn có những chị họ chị cũng đợi 3-4 ngày sao. Cực hiện đại 3-4 ngày trời mấy bà mới hối. Còn mấy bà mới ngày hôm qua ngày hôm nay cũng hối nữa. Sói Loan không có 45kg đâu chị. Rồi nha mọi người ơi, từ từ mọi người hối gì mà. Ở nhà tụi nó còn đang chốt đơn muốn nát rồi. Ở nhà chứ nó đâu có ngồi chơi không đâu mọi người. Rồi nha, chị nào lấy luôn giùm chị em ạ. À. Con cọp này em có size là 50kg tới 90kg đủ size. Ôi lộn xin lỗi, 50kg cho tới 73kg giùm em đủ size. Mấy chị nào thích mặt rộng nhớ đôn số ký lên giùm em nha. Thích mặt rộng nhớ đôn số ký lên giùm em. Nha mấy chị. Rồi con cọp 50kg tới 73kg. Thích mặt rộng đôn số ký lên giùm em nha mọi người ơi. Sói Loan Ninh Khang lên số ký nha. Áo lá Loan 55kg. Áo lá Loan 66kg cho chị
Trần Thị Ngọc này, 65kg cho chị Trần Thị Ngọc này. Rồi, à, Ninh Khang là lên số ký giùm em. Còn Huy Lê Xó Loan 45kg là em không có rồi. 45kg là trừ trường hợp bé trai nha chị. Chứ còn nữ mình 45kg là mặt rộng nha. 45kg là bé trai trở lên nó là ok. Mà nữ mình nó là 45kg là mặt rộng. Nếu mấy chị mua cho bé trai thì mấy chị ghi cho em là Xói Loan bé trai 45kg rồi cộng 70kg gì đó thì nó sẽ dễ hơn nha. Rồi nha mấy chị, cộp cho Dung Mỹ 60kg. Rồi ok, Dung Mỹ này cộp 60kg này. Rồi chị nào lấy lên nhìn cho em nha. Rồi qua mẫu. Rồi nhầm với chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ha. Chị nào lấy em áo lá lon 57kg cho chị Thi Nghĩa, Thị Nghĩa Nghĩa. Rồi ok chị luôn. Rồi nhầm với chị nha, 50kg cho tới bây giờ em còn 63kg cho tới 90. Em còn size 63kg cho tới 90. 63kg cho tới 90. Rồi ha, 175.000 một áo thôi nha mọi người. Xách tay từ Thái về bán rất là rẻ cho mấy chị luôn á. Hàng xách tay từ tay từ Thái về luôn nha mấy chị. Trời ơi, cô gái Loan nè, siêu phẩm luôn. Cô gái Loan siêu đẹp, rất rất đẹp. Cô gái Loan nâu nha mấy chị nha, cô gái Loan nâu 50kg cho tới 90kg đủ size 175.000. Cô gái Loan nâu 50kg tới 90kg 175.000. Chị nào ưng cô gái Loan nâu lên giùm cho em. Cô gái Loan nâu 50kg tới 90kg 175.000. Chị nào lấy lên giùm cho em ha. 50kg tới 90kg giùm em 175.000. Chị nào lấy lên giùm cho em ha. Đẹp quá trời luôn nha mấy chị nha. Siêu phẩm mọi người ơi. 50kg tới 90kg giùm cho em. Chị nào ưng cô gái Loan nâu lên giùm em chữ cô gái Loan nâu ha. 50 tới 90 nha mấy chị nha. Siêu phẩm luôn nha mọi người ơi, coi giùm em nè. Đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị nha. Cá nha băng băng ơi, cọp cá luôn. Bữa giờ không coi like được. Bánh mì nào em, bánh mì kẹp hay bánh mì dâu? Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em nè. Đẹp lắm 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 nha mọi người, rất là đẹp luôn ha. Chị nào ân lên giùm chị. Trời ơi coi này mấy chị, nó quát khúc trên khúc dưới, nó không có quát, nhìn đẹp xuất sắc luôn mọi người. Nhìn mấy chị ơi, mặc mấy con này mấy chị đi ra đường không có đụng hàng luôn, bởi vì nó rất là hiếm, nó thuộc là dạng hàng hiếm luôn nha mọi người. Rất là đẹp ha. 50kg tới 90kg em cho mấy chị kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Em cho mấy chị kiểm tra hàng trước khi nhận giùm em nha mấy chị. Ship toàn quốc là 29.000. Hôm nay em like nhưng mà 2 hoặc 3 ngày sau mới chốt đơn được nha mọi người. Bởi vì hàng nó còn gửi về Việt Nam nữa, rồi mới chốt đơn được nha mấy chị nha. Cái hàng không có sẵn tại nhà đâu mấy chị. Rồi ok chị Hương Nguyễn này. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em cá luôn. Cá luôn, bánh mì dâu cá luôn. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Cô gái Loan 50kg tới 90kg. Ok Vũ Hà 67kg luôn. Đẹp độc lạ lắm mà có 175.000 à. 54kg cho Phúc Khang Trần luôn. Lấy áo cọp 70kg cho Băng Băng. Áo cọp này nè, 70kg cho Băng Băng. Rồi lấy cọp 70kg cho Băng Băng nè. Rồi áo cô gái Loan 50kg tới 90kg nha mấy chị nha. Cô gái Loan 50kg cho tới 90kg. Rồi Băng Băng này. À, đồ nhà chị Thủy ok rồi, không chơi được chỗ nào. Cảm ơn em nhiều nha mấy chị nha, cảm ơn mọi người nhiều nha. Có gì thông cảm giùm em nha mọi người, đừng hối giùm em nha mấy chị. Nói chung là em bên em cũng cố gắng hết sức rồi mọi người ơi nha. Nó có chậm chút xíu mọi người cũng thông cảm giùm em. Tại vì á, em muốn lấy cho mấy chị những cái hàng nào mà nó mới nhất, nó ok nhất. Rồi họ là không có trữ hàng, trữ thì nó rất là dễ bị hàng tồn hoặc là hàng đó nó không có ok nha mọi người. Cho nên là lúc nào cũng lấy hàng mới cho mấy chị hết. Rồi cô gái Loan 80kg cho chị Sen em nè, 175.000. Phúc Trần Nguyễn lấy rồi nè. Cô gái Loan 59kg cho chị Châu Bùi nè. Một Xói Loan 65, một mèo đội nón 65, một cọp mỗi con một cái cho chị Lê Thúy Thúy nè. Rồi con mèo 65 đội nón. Con mèo 65 đội nón nè. Rồi con mèo 65 đội nón. Rồi Xói Loan, đúng rồi con cọp, cọp đá 65 luôn. Cọp đá 65kg luôn. Rồi cọp 65 luôn. Cọp 65 luôn. Rồi cọp 65. Còn cô gái Âu Ân còn Xói Loan luôn. Xói Loan 65 luôn. Cọp 65, Xói Loan 65 nữa. Cho Lê Thúy Thúy cảm ơn chị Thi Nghĩa Nghĩa mà. Cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn chị nè. Rồi ba cái này ạ. Ba cái này cho chị Lê Thúy Thúy nè. Rồi cô gái 60kg cho chị Dung Mỹ nè. 60kg cho chị Dung Mỹ nè. Rồi cô gái Loan cho chị Nguyễn Thị Thu 90kg nè. Cô gái Loan 90kg nè. Trời ơi đẹp lắm luôn nha mọi người ơi. Rồi nhớ với chị nha, có 175.000 à. Chị nào lấy lên giùm cho em nha. Cô gái Loan 50kg cho tới 90kg đủ size. Cô gái Loan 50kg cho tới 90kg đủ size giùm em. Có 175.000 thôi nha mấy chị.
175.000 chị nào lấy lên giùm cho em ha. 175.000 nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Rồi qua mẫu luôn. Qua mẫu. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Chị nào lấy lên giùm cho em ha. Cô gái Loan 59 phút thanh trần lấy rồi không chồng? Lấy rồi nha, Trần Minh Thư cô gái 60kg có rồi, đặt hàng rồi đừng comment lại nữa nha. Rồi cho chị Trần, cho Trần Minh Thư luôn. Rồi chị nào lấy được em, trời ơi đẹp quá. Em lên cho mấy chị con này nha. Trời ơi, con này không bao giờ sợ. Không bao giờ, chỉ sợ nó không có hàng để trả đơn cho mấy chị thôi. Mấy chị coi giùm em nè. Chết đi, coi con chó nè mấy chị, chó đeo ba lô nè. Nhìn cái mặt nó là đã thấy cưng rồi nha mấy chị. 50kg tới 90kg dùm cho em đủ size. Có 175.000 à. 50kg tới 90kg nha mọi người ơi. Chó đeo ba lô, chị nào ưng chó lên chó dùm em ha. 50kg tới 90kg nha mấy chị nha. Đó, đẹp chưa. 50 tới 90 5... Trời ơi, con này mọi người ơi, đẹp quá. Tâm Nguyễn Thị cô gái 90kg chồng. Tâm Nguyễn Thị cô gái 90kg. Rồi ok chị nè, chị Tâm Nguyễn Thị này chị đi cưng lắm mọi người ơi. Nghe em đi quốc con này về đi đâu cũng muốn mang nó theo cho mấy chị. Mặt nó rất là đẹp luôn mấy chị, mặc quần đùi cũng đẹp, mấy chị mặc với quần riêng cũng đẹp. Không tin mấy chị mặc này, mấy chị mặc với lại cái chân váy nó càng dễ thương nữa nha mọi người. Mặc với cái chân váy nó cũng dễ thương nữa. Chị Mỹ Dung nè, hai áo hả? Chị Tâm Nguyễn Thị thêm một áo nữa chồng. Chị Tâm Nguyễn Thị cô gái nữa. Một cái áo cô gái nữa. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. 90kg hai cái cho chị Tâm Nguyễn Thị này. Rồi hai áo ok chị. Rồi ok chị Mỹ Dung nè, cho chị Mỹ Linh này, chó 55kg nè. Rồi nha mấy chị nha, chó đeo ba lô 50kg tới 90kg đủ size, có 175.000 à. 50kg tới 90kg nha mấy chị nha, đủ size nha mọi người, đủ size ha. 175.000. Cưng lắm nha mấy chị nha, buổi tối nó phát sáng nguyên cái hình này lên nhìn cưng lắm. Nhìn rất là đẹp luôn nha mấy chị, buổi tối phát sáng lên mà không đẹp là không lấy tiền mấy chị luôn á. 50kg tới 90kg đủ size nha. 50 tới 90 có 175.000 thôi. Chị Thùy Vân nè, chó 65kg cho chị, chó 70kg cho chị Thùy. Cho chị Thùy VNT gì nè. Rồi chó 60kg cho Trần Minh Thư nè. Cô gái 55kg, cô gái 55kg. Cô gái có này, 55kg cho chị Ngọc Thảo con. À rồi ok chị Ngọc Thảo nè, 55kg cho Ngọc Thảo nè. Chó ba lô 70kg cho chị Minh Ngô nè. 70kg cho chị Minh Ngô nè. Chó 60kg cho chị Tài Loan nè. Chó ba lô 60kg cho chị Mỹ Dung nè. Ngọc Thảo lên số điện thoại giùm em. Chị Nguyễn Nhung chó 65kg cho chị Nguyễn Nhung nè. 3 ngày sau em mới chốt đơn nha mọi người ơi. Cho chị 55 hả? Chó chị 55, 58, 78, 55, 58, 78. 55, 58, 78. Mấy chị thích mặt rộng tự động đôn số ký lên giúp em nha mọi người. Thích mặt rộng đôn số ký lên giùm em nha. Nha mấy chị nha, thích mặt rộng đôn số ký lên giùm em. Cho chị Lan Trần nè, một cái 55, một cái 58 và một cái 78 cho chị Lan Trần nè. Chó ba lô bé trai hả? Bé trai 70kg hả? Vậy chị lấy luôn 75kg đi chị Nguyễn Hiền. Nếu mà vậy là chị lấy luôn 75kg nha. Bé trai mà 70 chị lấy luôn 75kg đi nha chị Nguyễn Hiền nha. Tại bé trai 70kg có nghĩa là nó sẽ rất là đô, nó bự con á, là chị lấy luôn 75kg nha. Chị có lấy luôn 75kg không chị Nguyễn Hiền ơi? Chó 70kg cho chị gái. Chó 70kg cho chị gái Đặng này. Chó 60kg cho chị Ngọc Thảo nè. Rồi nha mấy chị nha. Chó 75kg hả? Cho chị Tài Loan hả? Chó 75kg cho chị cho chị Tài Loan luôn. Ủa Tài Loan là bao nhiêu ký vậy ta? Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị ơi. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm cho em ha. Đó, chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Chị nào lấy lên giùm cho em nha. Chó áo chó gái. Ủa. Rồi nha mấy chị Tài Loan 75kg nè. Chó áo một áo sói loan, một áo cợp, một áo đài bàn nâu 57kg. Chồng lấy này chồng ơi, một áo sói loan nè, một áo cợp nè, một áo đài bàn nâu nha mấy chị nha. Một áo sói loan, một áo cợp, một đài bàn nâu. Một sói loan, một cợp, một đài bàn nâu nha mấy chị nha. Một sói loan, một cợp, một đài bàn nâu dùm cho em. Nha mấy chị, sói loan, cợp, đại bàng nâu nha mấy chị nha. 175.000. Rồi, đây một cợp nè. Nha mấy chị, một cợp nè, một sói nè và một đại bàng dùm cho em nha mấy chị nha, 175.000. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên em ha. Chị Hoa Mỹ này, chó đeo ba lô một cái 65 nha mấy chị. Chó đeo ba lô một cái 65 nè.
cho chị cho chị Lê Thúy Thúy này, rồi cho chị Băng Băng họ chó 557 cho Băng Băng này. Rồi nhắn với chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Chị đã dùng số ký 70 à, chị đã đơn A 70 ký đi em. Dạ ok chị này. Con chó 70 ký cho chị Nguyễn Huyền này. Chó 70 ký cho chị Nguyễn Huyền này. Rồi nhắn với chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Chó em còn là 50 ký cho tới 73 ký giùm chị em nha mấy chị nha. 50 ký tới 73 ký giùm chị em. 50 ký cho tới 73 ký giùm em ạ. 175.000. Chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị. 50 ký cho tới 73 ký. 50 ký cho tới 73 ký giùm chị em ha. 175.000. Chị nào lấy lên giùm chị em ha. 50 tới 73 ký giùm chị em nha mấy chị. 50 ký cho tới 73 ký giùm em. Đại bàng nâu xanh L cho chị Linh Thùy. Đại bàng nâu xanh L cho chị Linh Thùy luôn. Rồi nha mấy chị nha. Chó này 50 ký cho tới 73 ký giùm chị em. Đại bàng nâu xanh L giùm chị em ạ. Nha mấy chị nha. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Nha mấy chị. Nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị ơi, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Rồi nha mấy chị nào lấy lên giùm chị em ha. Rồi nha mấy chị nào lấy lên giùm chị em ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Ta nói được một chó luôn á. Mình thay cái khác cái được không? Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em nha. Chị nào lấy lên giùm chị em ha. Coi tin nhắn đây coi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Rồi nha mấy chị nha. À, được rồi, còn nghe nè, cái gì kia vậy? Như mở luôn. À, có mấy cái nha. Cái đó có mấy cái thôi. Ừ, thấy cái ít lắm. Chút đi, đẹp quá. Đẹp quá mọi người ơi. Quên mất mã này nha mấy chị nha. Chị Diệp Mỹ. Chó 60 kg, chị Diệp Mỹ 60 kg, chị Diệp Mỹ chó 60 kg, không có số điện thoại nè. Chị Diệp Mỹ không có số điện thoại nha. Rồi nha mấy chị nha, Diệp Mỹ chó 60 kg mà không có số điện thoại. Ô trời ơi, nó đẹp không ơi. Ủa, trời cái size gì kỳ cục vậy? Cái size gì kỳ cục gì trời đất ơi. Nè. Trời ơi, đẹp lắm nha mọi người ơi, coi nè. Trời ơi, xỉu ngang xỉu dọc luôn. Xe 63 kg tới 90 175.000 và 95 kg tới 105 kg là 215.000 dùm cho em chết đi. Nó đẹp quá trời đất ơi. Đẹp quá trời quá đất luôn. Trời ơi, hàng hiếm nha mấy chị nha. Xe 63 kg cho tới 90 175.000, 95 kg tới 105 kg là 215.000 dùm cho em. Chị nào ân xe lên xe dùm em nha mấy chị nha. Xe 63 kg tới 90 175.000, 95 kg tới 105 kg là 215.000 dùm cho em. Ok Diệp Mỹ này. Trời ơi đẹp lắm mọi người ơi, hàng hiếm nha mọi người. Có mấy cái, mấy cái. Xe 63 chứ không có 60 kg đâu chị. Rồi nha mấy chị nha, xe 63 kg cho tới 90. Xe 63 kg cho tới 90 175.000 mà 95 kg tới 105 kg là 215.000 dùm em nha. Chị nào ân xe lên xe dùm em. Trời ơi đẹp quá. Hàng hiếm nha mọi người, xe ít khi có lắm mấy chị. Hàng hiếm nha mấy chị ơi, hàng hiếm nha. Nha mấy chị nha, hàng hiếm nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị nha. Xe 90 kg cho Phạm Nhiều này. Xe 90 kg cho Phạm Nhiều này. Xe á là 50 kg cho tới ớ lộn. Sau 3 kg tới 90 kg á là 175 và 95 kg tới 105 kg là 215.000. Xe cho Mỹ Dung 63 này. Thì lên xe L này.
Rồi nhà mấy chị nha, không có 50kg, xe 63kg cho tới 90 là 175.000, mà 95kg tới 100 thì 5kg là 215.000. Nhà mấy chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm cho em ha, xe đẹp quá. Xe 72kg thích mặt rộng lấy 75kg thôi nha chị ơi. 70, 71, 72, 73, 74, 15kg mà thích mặt rộng lấy 75kg luôn nha. Nhung nhuyễn xe 105kg này. Rồi nha mấy chị nha. Riêng size 95kg tới 105kg là 215.000 nha mấy chị. Chị nào lấy lên giùm cho em nha. Chị nào lấy giùm em. Cô Phụng là xe 72kg mà thích mặt rộng là lấy 75kg nha. Chứ 72kg mà lấy đúng 72kg là nó sẽ bị ôm ôm ấy. Không có 60kg nha. Tài lon nghe kỹ số ký giùm em đi mọi người. 63kg cho tới 90, 63kg tới 90, rồi 95kg tới 105kg. Em mới chị nghe kỹ số ký giùm em nha mọi người ơi. Xe 90kg cho Nguyễn Thị Thu nè. Ngô Phượng là em chưa chốt đó nha chị. Chị muốn 72 hay là 75? 72kg là mặt hơi ôm rồi đó. Còn 75kg là mặt rộng nha, rộng rãi thoải mái. Thích 75 hay là 72? Rồi còn tài lon thì không có 60 nha. Tài lon hết xe 60 rồi. Rồi nha mấy chị nha, có 75 mà có lấy thì lấy nha. Rồi mấy chị nha. À, chị nào lấy lên giùm em ạ. Xe cho chị Khánh Ngọc 70kg này. Rồi, xe cho Khánh Ngọc 70kg này. Nhi Trương 75kg này. Huỳnh Băng xe hết 63 rồi. Huỳnh Băng xe hết 63 nha. Diệp Mỹ xe hết 63 luôn. Julie Đào xe 105kg này. Julie Đào này. Xe 63 90 chị Diễm ơi, đâu rồi hết luôn. Còn 90 thì có chứ còn 63 hết. Xe em có size 63 quên. Giờ em còn 75kg cho tới 90 nha mấy chị nha. Ê, Ngọc Băng gì đây mà không có trả lời nè. Nghe cũng không trả lời. Chị Ngô Phụng gì đây nè. Ngô Phụng, Ngô Phượng gì đây nè. Nhắn tin cũng đọc cũng nghe thấy càng trả lời trời. Ngô Phượng ơi. Mệt quá. Bỏ qua cái đơn đó đi. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm cho em nha. Chị nào lấy lên giùm cho em nha. Chị nào lấy luôn cho chị Tài Loan. Chị Tài Loan nha. Tài Loan nè. Lấy cho chị Tài Loan đi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Chốt cho chị Tài Loan. Rồi có cái bọc đâu bỏ vô. Bọc đi. Rồi cho chị Tài Loan thấy không. Rồi nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. Xe 75 cho chị Lụa Văn luôn. Xe Lụa Văn luôn 75. Chị Dung Mỹ xe 90. Xe 75 cho chị Phùng Nguyễn Kim. Xe 72 Đại Bàng 72 Lê Tuấn hết. Hết xe 72. Em còn xe 75 Đại bàng 72 còn 72kg thích mặt rộng làm ơn lấy cho em 75kg nha. Chứ đỡ gì mất công cái kêu chứ. Bán cái áo gì nó nhỏ dữ. Nó chặt dữ nha mấy chị. Tại 72kg mà thích mặt ôm body á, thì lấy ok nha mấy chị nha. Chị ơi 70, 71, 72kg thích mặt rộng lấy giùm cho em 75kg. Nhưng mà giờ cũng hết luôn rồi chị. Lê Mỹ cũng hết luôn. Rồi chị Diễm ơi đâu rồi 90kg có. Diễm ơi đâu rồi 90kg đó. Lê Tuấn là không có nè. Lê Tuấn không có nha. Em còn 75kg trở lên được thì lấy ha. Chị Ngô Phường em cũng hết luôn. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào lấy em. Em còn có 1 cái. Chứ là hai cái xe đại thôi nha mấy chị nha. Rồi hết hàng. Hết hàng. Rồi nha mấy chị nào lấy lên giùm chị em một xe 75 luôn. À, cho chị Thị Trúc Mai Lê luôn. Rồi hết. Rồi hết nha mấy chị nha. Chị Diễm ơi đâu rồi. Lên giùm em số điện thoại. Qua mẫu người chồng qua mẫu. Rồi nha mấy chị nào lấy lên giùm chị em nha. 90kg hết rồi chị. Rồi em hết xe nha mọi người ơi. Xe em còn 50kg cho tới nãy có lộn, xe em còn 95kg tới 105kg rồi mọi người. Em hết rồi. Em hết rồi nha mấy chị nha. Em hết rồi. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm cho em ha. 70, 71, 72kg thích mặt rộng lấy giùm em 75kg nha mọi người nha. Rồi hết luôn rồi chị ơi. Hết gì đó vậy. Rồi nha mấy chị nha. Rồi cô gái bướm 50kg tới 90kg giùm chị em. Cô gái bướm 50 tới 90 giùm em nha mấy chị nha. Cô gái bướm 50kg tới 90kg dùm cho em. Đủ size nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên dùm em ạ. Nha mấy chị. Cô gái bướm 50kg tới 90kg đủ size 175.000. Cô gái bướm 50kg tới 90kg đủ size 175.000. Không đẹp không lấy tiền nha. Không đẹp nhất cái nách không lấy tiền luôn nha mọi người. Đẹp xuất sắc luôn. Chị nào ân cô gái bướm lên dùm cho em. Cô gái bướm cực phẩm nha mọi người nha. Cực phẩm dùm em nha mấy chị nha. À, thêm một chó ba lô cho chị Dung Mỹ luôn chồng. Thêm một chó ba lô cho chị Dung Mỹ 60kg luôn. Rồi nha mọi người ơi. Cô gái bướm 50kg tới 90kg đẹp lắm. Cô gái bướm 50 tới 90. Cô gái bướm 75 cho chị Nhi Trương. Nha mấy chị nha. À, dì Thủy ơi chị mua đồ của em riết giờ nghiện luôn. Làm tháng nào. Ê sao tôi thiệt luôn. Thương đau luôn á trời. Dạt dào bình cảm luôn á. Cảm ơn chị nhiều nha. Bắn tim. Thương quá thiệt luôn. Nghiện thiệt luôn á.
Thương quá, thương yêu quá, thương yêu quá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Em cảm ơn nha, em cảm ơn rất là nhiều luôn ha. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Em cảm ơn chị nha. Rồi thương quá, cảm ơn chị nhiều. Dây trương 75kg, dây trương 75kg nè. Rồi cô gái bướm băng băng 70kg. Cô gái bướm băng băng 70kg. Cô gái bướm băng băng 70kg. Rồi cô gái bướm hương lê 90kg. Cô gái bướm hương lê 90kg. Rồi cô gái bướm 62kg cho Diễm ơi đâu rồi. Cô gái bướm Diễm ơi đâu rồi. Ủa Diễm ơi đâu rồi, chưa có số điện thoại hả? Ủa vậy thôi chốt làm gì. Diễm ơi đâu rồi, không có hàng, không có số điện thoại nên không có chốt nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Cô gái bướm 50kg tới 90kg, đủ size. Mấy chị đặt hàng mà không có số điện thoại là không có chốt đơn rồi nha mọi người. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên em ạ. Cá ba lô lấy thêm 90kg. Đó Thủy, chị lấy cho có chị là sao? Lấy thêm một cái 90kg nữa đúng không? Cô gái bướm 63kg cho chị Thu Hằng. Cô gái bướm 63kg cho chị Thu Hằng. Cô gái bướm 75kg cho chị Thị Trúc Mai Lê. 75kg cho chị Thị Trúc Mai Lê. À, coi thử con chó ba lô còn cái 90kg không? Chó 90kg rồi được còn không? Hết rồi, hết 90kg rồi nha chị Mỹ Dung ơi. Hết 90kg rồi nha. Đây nha mấy chị, cô gái bướm 67kg cho chị Nguyễn Thị Minh Phương. Có 7kg cho chị Nguyễn Thị Minh Phương. Rồi, ngày hôm qua chốt cô gái bướm được không? Được, chị chốt nào lấy cái đó rồi mà. Cô gái bướm 78kg có luôn cho chị Hạnh Bích. Hạnh Bích 78kg cho Hạnh Bích có luôn. Cô gái bướm nha mấy chị nha, 50kg tới 90kg. Cô gái bướm là mấy chị muốn bao nhiêu cũng có hết á. Do em mới đặt một lần gần 1.000 áo, một riêng một mã đó gần 1.000 áo. Cho nên là em mới có hàng cho mấy chị nha. Chứ mấy bà đặt mà mấy trăm cái không bao giờ đủ cho mấy bà hết trơn á. Đặt một lần 1.000 áo. Trời ơi con chó quá này trời, đẹp nứt cái trứng luôn. Chó gây cho em chó nha mấy chị nha, chó 50kg cho tới 73kg dùm cho em. 175 ngàn. Áo đồng giá 175 ngàn nha mấy chị, size to hơn thì tiền nó cao hơn nha mấy chị nha. 175 ngàn. Riêng size 95kg tới 105kg là 215. Rồi nha mấy chị nha, con chó dùm em nè. Trời ơi con mã chó nè mấy chị ơi, muốn bao nhiêu dễ thương có bấy nhiêu dễ thương nha mấy chị. 50 cho tới 73 dùm cho em. 70, 71, 72, 73kg thích mặt rộng đôn lên cho em thành 75kg nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha. 60, 59, 60 thích mặt rộng lấy cho em 63, 65kg nha mấy chị. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên dùm cho em ạ. Chó nha mấy chị ơi, chó lì lưỡi 50kg cho tới 73kg 175 ngàn. Chị nào lấy chó lì lưỡi lên dùm em chó lì lưỡi nha. 50kg cho tới 73kg 175 ngàn nha mấy chị. Chị nào lấy chó lê lưỡi lên dùm cho em ha. Cưng lắm nha mọi người ơi, nó dễ thương lắm luôn ấy. Dễ thương lắm nha mấy chị nha, dễ thương lắm luôn. 50kg cho tới 73kg dùm cho em. 50kg cho tới 73kg dùm cho em nha mấy chị coi nè. Trời đất ơi, dễ thương quá. 50kg cho tới 73kg dùm cho em. Ô coi này mọi người, mấy chị coi nè, uy chang như là thiệt luôn mấy chị. Nhìn đẹp lắm nha mấy chị, 50kg cho tới 73kg 175 ngàn. Rồi chị nào ưng chó lên chó giùm em ha. 50kg cho tới 73kg. Mỹ Dung 60kg à. Chị Mỹ Dung một cái 60kg nè. Chó em còn 62kg cho tới 70kg nha mấy chị nha. 62kg tới 70kg. Rồi nha mấy chị nha, qua mẫu. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Đẹp lắm nha mấy chị ơi, dễ thương lắm. Chị nào lấy lên giùm cho em ha. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Đưa cho anh nhỏ thêm nữa. À em có cái con này nè, mấy chị nào mà bự bự con, mấy chị ăn cái con này nha, mấy chị lấy đi, đẹp lắm. Con này đẹp lắm nha mấy chị nha. Em có size là từ, em có size nè mấy chị, con mèo, mèo hồng loan ha. 75kg cho tới 90kg. 75kg nè mấy chị, con mèo nè. Cái màu nó quá trời quá đất dễ thương luôn nha mấy chị nha. Con mèo 75kg cho tới 75kg tới 90kg 175 ngàn. Và 95kg tới 105kg là 215 ngàn dùm cho em nha. Trời ơi con mèo này mấy chị. Con mèo này nó dễ thương lắm luôn nha. Đó 60kg cho chị Lan Trần. Rồi này mấy chị, con mèo 75kg cho tới 90kg dùm cho em. Con mèo loan dễ thương lắm mấy chị ơi. Mèo loan 75kg tới 90kg. 75kg cho tới 90 nha mấy chị nha, cưng lắm. 75kg cho tới 90, 175 ngàn. 95kg tới 105kg là 215 ngàn dùm cho em nha. Chị nào ăn mèo loan lên dùm cho em mèo loan nha mấy chị nha, dễ thương lắm mọi người. Cái mẫu loan loan như thế này là hơi bị hiếm nha mấy chị. Mẫu loan như thế này rất là hiếm luôn ha.
Cái màu nó đẹp lắm mấy chị, cái màu nó rất là đẹp nha. Chị nào mà to to mấy chị hoặc là mấy chị thích mặc áo giấu quần á thì mấy chị lượm mấy con này ha. Đẹp lắm, dễ thương lắm. Có 175.000đ. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em mèo loan nha. Chị nào lấy mèo loan lên giùm chị em mèo loan. Rồi em lên tiếp cho mấy chị con rồng cực phẩm nha mấy chị. Con rồng cực phẩm nha mọi người ơi. Con rồng cực phẩm nha mấy chị nha. Ủa? Nhỏ đâu? Đó nè. Rồi nha mấy chị nha, con rồng. Giờ em lên tiếp cho mấy chị con rồng cực phẩm nha mọi người. Con rồng cực phẩm nha mấy chị nha. Mèo loan lên số ký nha Kim Phùng ơi. Rồi nha mấy chị. Chị nào ưng con rồng này lên cho em con rồng này siêu phẩm nè. Siêu phẩm mới toan luôn. Không đẹp là không lấy tiền luôn nha mấy chị nha. Con rồng siêu phẩm đẹp ơi là đẹp luôn. 50kg cho tới 90kg 175.000. Và 95kg tới 105kg là 215.000 dùm cho em. Đẹp ơi là đẹp, ghi cho em con rồng. Rồng đầu lâu không mấy chị? 50kg tới 90kg 175.000. Không có chị ơi, có thôi cho bán biết bao nhiêu cái thì nói. Cái con này mà có hả? À, không biết bao nhiêu cái nói luôn á. Con này ai cũng hóng nó trơn mà nó không có hàng. Nên nó không có size nhỏ, nó còn size to thôi. Rồi cho mấy chị nha, Kim Phùng. Rồi lên cho em rồng 50kg cho tới 90kg 175.000. Và 95kg cho tới 105kg là 215.000 dùm cho em. Trời ơi, giày mà không đẹp nữa thôi luôn mọi người ơi. Chị nào ưng rồng lên dùm cho em rồng 50kg cho tới 90kg 175.000 nha mấy chị nha. Và 95kg tới 105kg là 215.000. Chị đã lấy rồng lên rồng dùm em nha. Thơm quá, chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nào lấy rồng lên rồng giùm em ha. 50kg tới 90kg nha, đủ size. Rồng 60kg nè, chua con này đẹp lắm. Nhưng mấy chị nó loan mấy chị thấy không, nó quát từ trên này nó quát xuống, từ bên này nó quát xuống. Mấy chị thấy không, nó quát từ bên này nó quát xuống này. Nó quát xuống cái áo loan này, đẹp cực kỳ. 50kg cho tới 90kg nha. Rồng 57kg hả, rồng 57kg cho chị Hoa Mỹ nè. Rồng 50kg cho tới 90kg đủ size giùm em. Rồng 55kg cho chị Liên Lê nè. Rồi, rồng 75kg cho Lụa Văn. Rồng 75kg cho Lụa Văn. 50kg cho tới 90kg là 175.000. 95kg tới 105kg là 215.000 dùm em nha. Chị nào ưng rồng lên rồng dùm em ha. Chị nào ưng rồng lên rồng. Cho chị Hương Nguyễn luôn rồng size M. Rồng 50kg tới 90kg dùm chị em 175.000. Rồng 60kg cho Phan Hiền. 60kg thích mặc rộng rãi thoải mái. Mấy chị nhớ ghi chị em 63kg nha. À, 58, 59, 60kg thích mặc rộng rãi lấy luôn cho em thành 60, 63kg giùm em ha. Rồng đẹp lắm mọi người ơi, đừng có tiếc con này. Con này đẹp lắm, con này đẹp lắm luôn ấy. Con này mấy chị đừng có tiếc, lấy con này đẹp lắm nha mấy chị nha. Rồi chị nào ưng rồng lên rồng giùm em ha. 50kg cho tới 50kg cho tới 90kg đủ size. Rồi 95kg tới 105kg 215.000. Chị nào ưng rồng lên rồng giùm em ha. Rồi con sói này nha mấy chị. Hôm qua em bán một khác là nó cháy khai luôn. Hôm qua bán nó một khác thôi mấy chị, còn có vài cái. Hôm qua con này là cỡ 150 áo, bây giờ còn có 2, 4, 6, 7 áo, 8 áo. Mấy chị con sói nha, giúp đi 75kg tới 90kg 175.000 sói luôn. Ghi cho em sói 75kg tới 90kg 175.000 mấy bà coi giùm em này. Đẹp tuyệt vời chưa, chị nào lấy sói lên sói giùm em coi cái màu nó nào mấy chị. Nhìn cái màu áo thôi là đã ghiền liền nha mấy chị nha. Hằng Nguyễn rồng 55kg này. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị. Rồi sói 75kg tới 90 con này mà không đẹp nữa thôi luôn mấy bà nha. 75kg tới 90kg bán một khác lẻ sai liền luôn mấy chị. Bán có ngày hôm qua em bán có chút xíu thôi mấy chị mà họ là lẻ sai liền luôn á nha mấy chị thấy không, đẹp lắm luôn á mọi người nha. 75kg cho tới 90kg dùm chị em ạ. 175.000 một áo nha. Chị nào lấy sói lên sói dùm em 175.000 một áo. Chị nào lấy sói lên sói dùm em nha. Cô gái chồng, cô gái. Cô gái ở đây nè. Cô gái đó. Sói 75kg. Sói không có 63, sói hết hàng rồi. 63 là bữa qua cháy sai hôm qua rồi. Sói 90kg cho chị Mỹ Dung. Đồng 50kg chồng. Đồng 50kg cho Khánh Ngọc. Đồng 50kg cho Khánh Ngọc. Đồng 50kg cho Khánh Ngọc. Rồng 50kg cho Khánh Ngọc.
sói không có 57, trời ơi nó đâu có đâu. Rồng 80kg cho chị Khủ Thủy Khu, rồng 80kg cho chị Thủy Khu nè, đẹp lắm luôn, có 175.000 một áo, rẻ ơi là rẻ luôn. Rồi sói em có size 75 kg tới 90 nha mấy chị nha. Rồi em lên tiếp cho mấy chị cô gái siêu phẩm nha mọi người, cô gái siêu phẩm ha, cô gái siêu phẩm, siêu đẹp, siêu 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 ok luôn nha mấy chị nha, siêu đã cái nư luôn, siêu siêu phẩm mà. Rồi chị Hồ ngon, sói 80kg cho chị Hồ ngon luôn, 75kg cho tới 90 nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Trời ơi mấy chị coi cô gái rồng, mấy chị ơi 4D, cái này là 4D giùm cho em, có cái đóng tem mát của nó nè mấy chị này mọi người thấy không, sói 90kg chị Hồ ngon lên cho em số điện thoại nha, sói 90kg nè cho chị Nguyễn Thị Thu nè, cho chị Nguyễn Thị Thu nè. Ô cô dùm cho em nè mấy chị ơi, bắn ngôi sao nè mọi người, bắn khoen mũi nè, bắn inox, bắn ngôi sao, bắn khoen mũi nha mấy chị nha, bắn inox, bắn inox, bắn inox làm nổi luôn nha mấy chị nha, chết đi nó đẹp. 4D cô gái rồng 50kg cho tới 70kg dùm cho em, mấy chị coi em nè, bắn ngôi sao nha, bắn khoen nè, bắn inox nè nha mấy chị nha, phía dưới bắn inox luôn nha mấy chị nha, quá đẹp luôn. Cô gái rồng 50kg cho tới 90kg, cô gái rồng, cô gái 4D hàng cực phẩm nha mấy chị. Mấy cái khoen bắn khoen như thế này nè, nó rất là đẹp và giá cực kỳ cao, shop khác không dưới 300 đâu mọi người. Sói 90kg cho chị Mai Lan Ngọc nè. Rồi nha mấy chị, chị nào lấy ghi dùm cho em là cô gái rồng 50 cho tới 70kg đủ size, đẹp lắm nha mấy chị nha, 50kg cho tới 70kg đủ size. Rồi cho chị Phạm Hiền nè, 63kg nè. Rồi 57kg cho Lê Quốc Cường nè, 57kg cho Lê Quốc Cường nè, 63kg cho chị Mỹ Dung nè nha mấy chị, 63kg cho chị Mỹ Dung nè, 57kg cho chị Nga Trường nè, 57kg cho chị Nga Trường nè, 175.000 đồng giá nha mọi người, 175.000 đồng giá ha. Cô gái rồng nha mấy chị nha, 52kg cho chị Dung Trần nè, cho chị Dung Trần nè, 50kg cho tới 70kg dùm chị em ạ. Lê Quốc Cường lên số điện thoại dùm em nha, không có L nha Linh Thùy ơi. Hồ ngon 70kg này, 70kg mà thích mặt rộng là phải lấy 75kg mới được nha, 70kg là vừa vừa ôm ôm á nha mấy chị. Rồi cho Hồ ngon nè. Rồi nha mấy chị, mẫu này không có 90kg đâu chị, cô gái rồng không có 90kg đâu, đẹp quá trời luôn mấy chị thấy chưa, cô gái rồng siêu phẩm nha mấy chị nha. Trời ơi nó đâu có hàng đâu mà lấy em, cái đó đứt hàng rồi mà, nay nó đâu còn hàng nữa. Cô gái rồng 52kg cho Dung Trần, không có 48kg đâu. Con sói 65, rồng 65 hả? Sói 65, không có sói 65 nha. Sói 65 không có, rồng 65 có nè. Nguyễn Loan lấy rồng 65 này, ok nè. Lấy cái rồng 65 cho chị Nguyễn Loan đi. Có lại con sói này 65 đi chị. Chị ôm con sói này không? Con sói siêu phẩm này 65kg nè. Bà lấy con sói này 65kg đi. Đẹp nhất cái nách luôn. Sói Loan 65kg đâu mất rồi. Đây, chị Nguyễn Loan con rồng này 65kg ha. Rồi con sói này nè chị, sói Loan luôn, 65kg luôn. Sói Loan này 50kg tới 90kg, đẹp tuyệt vời luôn. Không đẹp không lấy tiền luôn. Ok không chị Nguyễn Loan, siêu phẩm. Lấy thì ok giùm em nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy em em ạ. Rồng 60kg cho Ngọc Thảo nè, cô gái rồng 60kg cho Ngọc Thảo nè. 50kg cho tới 70kg nha. Thích mặt rộng tự động đôn số ký lên giúp em. Chị Nguyễn Loan ơi, có lấy không chị con rồng này 65kg nè. Còn con sói này á là có size nè chị. Con sói này chị có lấy không? Đơn hôm qua chưa thấy chốt đơn về em, đúng rồi chị, em có nói rồi mà, đơn hàng thì 2 tới 3 ngày sau hàng mới vừa tới Việt Nam nó mới chốt chứ. Đâu có hàng đâu mà chốt liền được mấy chị. Đặt hàng hôm nay 3 ngày sau em chốt nha mọi người ơi, chứ không phải có cái chốt liền nha, cũng phải đợi hàng nó gửi về để chốt. Hàng em gửi về Việt Nam rồi bên em bên ở nhà nó mới chốt đơn được nha mấy chị. Em nói hôm qua rồi mà. Rồi vậy là lấy con sói này cho chị Nguyễn Loan luôn, một rồng một sói. Chị coi sói Loan này đẹp lắm, sói Loan 50kg tới 90kg. Không có nha chị Thùy VNT ơi, cô gái rồng không có 75kg đâu chị. Rồi lấy thêm cho nè, một con sói này á là 65 với lại 70-80. Rồi mấy chị, sói Loan 50kg tới 90kg, mấy chị coi nó Loan nè, nó quát cái áo này trời, đẹp cực kỳ luôn. Rồi cho chị Loan Nguyễn nè. Rồi lấy cho chị Thủy Khu luôn, sói 80. Chị Thủy Khu sói 80.
chị Thủy Khu này, 680. Rồi nha mấy chị nha. Mấy chị dồn đơn vô đi rồi gửi về lúc nào luôn rồi gửi luôn nha mấy chị nha. Thanh Thủy cho em cô gái rồng 58 kg. Thanh Thủy cô gái rồng 58 kg cho Thanh Thủy này. Cho em số điện thoại nha Thanh Thủy ơi. Thanh Thủy đặt hàng cho số điện thoại luôn. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Sói này mấy chị, sói lon 50 kg cho tới 90 kg. Rồi nha mấy chị nha, thấy chưa? Nó đẹp ơi là đẹp luôn, sói lon 50 kg tới 90 kg. Cô gái 50 kg cho Thủy Bích này. Cô gái 50 kg cho Thủy Bích này. 50 kg cho Thủy Bích này. Còn Diệp Mỹ ghi cái gì không hiểu nha. Diệp Mỹ ghi cái gì không hiểu cho nên không có chốt được ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Cô gái 4D nha mấy chị nha. Rồi sói 50 kg cho tới 90 kg có 175.000 mấy chị coi nè. Riêng cái phần quát không là em lại thấy nó cầu kỳ rồi mấy chị. Riêng cái phần quát không là đã thấy nó quá xuất sắc rồi mọi người. Nó quá cái kiểu này rất là tốn công nha mấy chị. Cô gái rồng 67 kg cho chị Nguyễn Minh Phương. Cô gái rồng 67 kg cho chị Nguyễn Minh Phương. Chị nào lấy lên nhìn cho em nè, chị Nguyễn Minh Phương nè. Đây mấy chị, con sói lon chị nào lấy lên nhìn cho em nha. Sói 80 kg cho chị Phạm Liên. Sói 80 kg cho chị Phạm Liên. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Rồi nha mấy chị nha, không có nha chị Thanh Trần ơi. Rồi, sói 80 kg cho Phạm Liên, sói 63 kg cho chị Diệp Mỹ. Sói 63 kg cho chị Diệp Mỹ. Ok Diệp Mỹ, con trai mặc bao đẹp nha chị Nguyễn Thị Minh Phương. Con trai mặc bao đẹp nha, hai mẫu nữa. Rồi nha mấy chị nha, con trai mặc bao đẹp nha chị. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị ơi. Chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị nha. Mấy cái hả? Ừ. Thanh đó đi chị Minh Cục. Rồi mấy chị nha, không có L. Không có L thì lấy M, lấy cho Linh Thuyền cái M. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Rồi em lên cho mấy chị con chim cánh cục 63 kg cho tới 70. Quá đẹp. Chim cánh cục 63 kg cho tới 70. Chim cánh cục 63 kg cho tới 70. Vậy chốt chị sói lon và cọp 75 kg. Cọp nào vậy ta? Cọp 75 kg là cọp nào vậy? Nãy giờ la mấy cái cọp vậy? Cọp nào 75 kg chị? Cọp không có 75 kg đâu nha. Cọp hết 75 kg rồi. Hồ Ngoan cô gái rồng 70 kg. Rồi nha mấy chị nha. Cô gái bên em đang chốt quá chị ơi. Hối giùm em ấy chị ơi, em mệt quá, mệt luôn á. Đang chốt quá chị. Bữa nay là ngày thứ ba là bắt đầu nó đang chốt này chị. Ráng hết ngày hôm nay đi mọi người ơi. Đừng có hối giùm em nha mấy chị nha. Mệt mỏi ghê luôn á. Mấy chị ơi ráng đợi giùm em thêm một ngày, hai ngày nữa đi mọi người. Ngày thứ ba là ngày đầu hết ngày hôm nay đi chị. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. Mai Hoàng xả đơn ra đi. Không có nhầm gì kỳ cục gì hết trơn á chị. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Chim cánh cục 62 kg cho tới 70 kg giùm cho em. Chim cánh cục 62 kg tới 70 kg giùm em nha mấy chị nha. Chim cánh cục nha mấy chị. Ở lầu gấu trúc 62 kg cho tới 70 kg giùm em. Chị Nguyễn Minh Phương phải sói lon 75 kg không? Hồi nãy 75 hay 7 mấy? Mới nãy đúng không? Vậy lấy lại đi. Mới nãy lấy cái nào? Vài sói lon 75 kg xong chị chọn tiếp. Vậy lấy 75 kg đi. Rồi mấy chị nha, 63 kg cho chị Mỹ Dung. Em không cho đổi mẫu đâu nha mọi người ơi. Một đống áo mà dở hở. Nhầm gì nhầm mệt quá mấy chị ơi. Nhầm sai chốt được chứ nhầm mẫu không chốt đâu nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị. Chim cánh cục 62 kg cho tới 70 kg giùm cho em. 175.000. Chị nào lấy chim cánh cục lên giùm cho em. Chim cánh cục nha, 62 kg cho tới 70 kg giùm em ạ. Nha mấy chị. Rồi nha mấy chị. À lộn, ủa gấu trúc. Ôi chán rồi luôn. Hồ Ngoan 70 kg, Tuyết Thu 70 kg. Rồi nha mấy chị nha. Cái này là gấu trúc nha mấy chị. Gấu trúc nha. Rồi nha mấy chị nha. À, chị mua thêm con chị 75 kg mà lúc nãy 67 họ ok chị. Vậy là chốt lại cho chị 75 kg chưa? Rồi ok chị này, chốt lại 75 kg rồi. Rồi chị nào lấy lên giùm em nha. Đổi size cho đổi mẫu không cho đổi nha mọi người ơi.
Rồi chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Khúc cháo này lên cái này. Rồi cho mấy chị nha. Con này nữa, em săn cho mấy chị, em không có tiếc tiền, em săn cho mấy chị toàn là mẫu đẹp. Toàn là mẫu đẹp mà họ mẫu hàng nó ok hết nha mọi người nha. Mấy mẫu này em bán cho mấy chị, hôm qua cũng có một người nói với em nè, mới mua cái áo người ta bán 250, qua thủy bán còn có 175 ngàn à. Nói điêu mất lọc luôn á. Hôm qua mới khách mới phải bắt cho em xong luôn. Chị mới mua chỗ kia 250, có thủy bán có 175 ngàn. Em không có tiếc, em mua cho mấy chị những cái mã hàng đẹp, thà em thêm 5 bạch, 10 bạch, 20 bạch. Nhưng mà họ được một cái là cái áo em bán cho mấy chị rất là ok luôn. Nguyễn Thị Thu 70kg, gấu trúc 70kg. Rồi chị nào lấy lên giùm em nha. Bởi vậy cho nên mọi người thông cảm giùm em, ráng đợi giùm cho em họ 2-3 hôm nha mấy chị. Hàng về tới rồi bên em chốt đơn nha mọi người. Rồi nha mấy chị nha. Không chị ơi, em không có giảm giá nữa đâu chị. Em không có giảm giá nữa nha chị nha. Chị lấy bán em cũng, ví dụ như chị lấy bán thì em coi thử được thì em giảm thêm mấy chị vài đồng nữa, chứ cũng không giảm thêm nhiều nữa nha chị. Vài đồng là ít lắm nha. Gấu trúc không có 45kg nha chị, do em bán rẻ rồi á. Cái này ví dụ như mấy chị lấy 175, mấy chị bán lẻ ra 250 ngàn cái, mấy chị cũng có lời được ít rồi nha mọi người. Tại vì cái này nó có giá thị trường sẵn rồi mà. Bữa nay mấy chị chưa biết đâu, ai mà trong cái ngành áo này cũng sẽ đều hiểu một câu, giá lên rất là cao. Trong những người nào mà chuyên về hàng này thì người ta cũng vậy không nha mấy chị. Có XL không? Hết XL rồi nha. Hết XL rồi nha Tiền Thị ơi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy em ạ? Không có nha Thanh Trần ơi. Rồi nha mọi người, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Chó, con chó này mọi người, 50kg cho tới 90kg giùm cho em. Nha mấy chị nha. Lấy đơn 3 triệu. Lấy đơn 3 triệu. Chị đi rồi sao? Không hiểu chị. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Nói chung á là chị nào lấy sỉ thì em giảm thêm một cái vài đồng nữa nha mấy chị nha, chứ cũng không có giảm nhiều nữa nha mấy chị. Do em bán, em bán với chị bán lẻ. Hồi mấy hôm trước em bán với chị 189 ngàn cái, em nói điêu mất lọc luôn. Mới nói chung là phải nói là mới có tháng trước chứ nhiều mấy chị, chưa tới tháng trước nữa em bán với chị 189 ngàn. Bây giờ em bán với chị có 175 ngàn à, thông cảm giùm em nha. Cho nên là sỉ lẻ đôi gì là cũng không chốt được nha mấy chị. Cha Nhi Khánh Đoàn này, cha Thanh Thủy này, chấm một ruồi có em, chấm một ruồi có em ghi cái chai chấm một ruồi 255 ngàn một chai đó em, 255 ngàn một chai á, em chấm ngàn lần thôi. Bây giờ còn nó hơi mỏng với em, cho nên là em chấm là nó sẽ có đỏ hoặc sưng sưng lên là chuyện bình thường nha. Thanh Thủy lên số điện thoại, Thanh Thủy lên số điện thoại. Con chị nó còn bị cái một ruồi ngang ở đây nè, nó đỡ xài cho con mà chưa xài nữa, làm biến quên miết nữa. Nó cứ nó để chấm cho nó, nó phá cái một ruồi ngang đây này, nó mọc giữa trán luôn. Cho nên mấy cái một ruồi đã phải phá chứ đâu có để được. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên em ạ. Chống nước ruồi 255 ok em. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy em. Chá 60kg cho chị Hà Son luôn. 60kg cho chị Hà Son luôn. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Chó 50kg tới 90kg 175 ngàn. Chó 50kg tới 90kg 175 ngàn. Rất là đẹp nha mấy chị. Cái màu quát nó đẹp mọi người ơi, màu quát nó đẹp ha. 50kg tới 90kg 175 ngàn. Chị nào lấy lên giùm chị em nha. Nhưng mấy chị bé 6 tuổi ngày chấm lần. Ừ đúng rồi, ngay chỗ chấm đó thôi. Con của chị có 3 tuổi, chưa tới 3 tuổi nữa. Chị định phá nó nè, tự nhiên họ là gần 1 năm nay cái nó mọc cái một ruồi ra đây, lúc đầu lật lật từ ngày họ tự nhiên không có để ý, mình tưởng đâu cái gì nó bị con gì nó cắn. Ai ngờ lên họ nó đầm ri luôn. Nó đầm gần bằng chị luôn rồi nè. Nay là chị cào mụn. Rồi nha mấy chị, chấm mới ngưng, chừng nào nó rụng cái đó rồi em mới ngưng nha. Chấm hoài vậy, chừng nào nó rụng rồi em mới ngưng. Con rồng này chị, rồng 50kg tới 90kg đủ size nha chị, 175 ngàn. Rồng 50kg tới 90kg 175 ngàn đủ size. Chị nào lấy rồng lên rồng giùm em nha mấy chị nha. Chó 67kg dồn đơn nè. Chó 67kg dồn đơn nè. Chó 67kg dồn đơn này. Cho chị gì ấy. Chó 67kg cho chị Nguyễn Thị Minh Phương nè. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Áo cô gái nào Nguyễn Hằng ơi. Rồi chó 90kg cho chị Mỹ Dung. Chó 90kg cho chị Mỹ Dung. Lười gom mấy em ơi. Đầy luôn á, người ta có nhiều lắm nhưng mà lười gom. Hà Sơn rồng lên giùm em số ký ạ. Hà Sơn rồng lên giùm em số ký, ok em. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Rồng 60kg cho chị Hà Sơn. Rồng 60kg cho chị Hà Sơn. Chốt cho chị chó 90kg luôn. Chó 52kg. Tùm lum vậy trời. Chồng ơi. Này. Chồng cho chị Mai Lan Ngọc nè.
Rồi. Rồi chó 90 kg cho chị Mỹ Dung nè. Rồi cho chị Rồng 60 kg cho chị Hà Sơn. Rồi 50 kg cho chị Hồng Diệu. Chó 50 kg cho chị Hồng Diệu. Cho chị Mai Lan Ngọc có luôn. Rồi Rồng 60 kg nè. Rồi Rồng size 90-95. Không có 95 nha. Có 90, 95 có ông chồng có luôn. 95 kg là 105 ngàn. Áo lộn 95 kg là 100. Áo lộn 215 ngàn nha. Một là 90, hai là 95. Chứ không có cái size từ 90 tới 95 nha. Tiếng mùi. Một là 90, 90 á là 175 ngàn. Mà 295 á, 95 nha, là 175, ở bên 215 ngàn. Lấy cái size nào nha, tiếng mùi. Rồi nha mấy chị nha. Mã con rồng 75 kg. Con rồng 75 kg cho chị Võ Lãi 7 phố. Rồi xe 90 kg còn không chị? Xe 90 kg còn không? Hết. Xe chị còn 95 kg cho tới 105 kg thôi. Xe chị còn 95 kg tới 105 kg ha. Xe chị còn 95 kg tới 105 kg. Rồng cũng còn 95. Lộn. Mấy chị mà 90 kg bụng to bụng bự lùng thì mấy chị nên lấy 95 kg nha. Chị Mai Lan Ngọc chốt với chị con rồng 90 kg luôn. Ok Hồng Diệu em 52 kg. Con rồng 90 kg cho chị Mai Lan Ngọc luôn. Chị Võ Lãi 7 phố lên số điện thoại giùm em. Rồi nha mấy chị nha, đặt hàng nhớ lên số nha mọi người. Không có số điện thoại là không có chốt được đơn nha. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Áo đen chị mặc đầu tiên là gì? À cô gái bướm hả? Cô gái bướm này đúng không? Cô gái bướm là 50 kg tới 90 kg. Nguyễn Hằng lên lại số ký đi. Nguyễn Hằng lên số ký đi. Cô gái bướm này đúng không? 50 kg tới 90 kg có 175 ngàn. Cô gái bướm 50 kg tới 90 kg 175 ngàn. Cô gái bướm tiếng bùi con rồng 90 kg. Tiếng bùi con rồng 90 kg. Rồi nha mấy chị nha. Còn Nguyễn Hằng lên cô gái bướm, lên ghi cho cô gái bướm kèm số ký nha. Rồi tiếng bùi này, tiếng bùi đặt hàng lên số điện thoại. Mấy chị đặt hàng không có số, từ từ trong. Không có số điện thoại khỏi chốt đi. Rồi nha mấy chị nha, cô gái bướm 50 kg tới 90 kg đủ size. Cô gái bướm 50 kg tới 90 kg giùm em đủ size, rất là đẹp luôn. 50 kg cho chị Nguyễn Hằng. Cô gái bướm 50 kg cho chị Nguyễn Hằng. Cô gái bướm 50 tới 90 175 ngàn. Cô gái bướm 50 tới 90 175 ngàn. Chị nào ơn cô gái bướm lên giùm em cô gái bướm nha. 50 tới 90 175 ngàn. Cô gái bướm cho Nguyễn Hằng. Rồi nha mấy chị. Áo lá 50 kg tới 90 kg 175 ngàn, lá xanh đẹp quá. 50 kg tới 90 kg. Cô gái bướm 58 kg cho chị Thanh Thủy Thanh. À không có số điện thoại vậy thôi khỏi chốt em, khỏi chốt ở trong khỏi chốt. Rồi nha mấy chị nha, đặt hàng không có số điện thoại cũng không chốt được. Rồi nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Cô gái bướm 65 kg cho chị Minh Huyền. Cô gái bướm 52 cho chị Hoàng Hồng Diệu. Ai có số thì chốt mà ai không có số bỏ đơn ra nha chồng. Rồi nha mấy chị nha, Hoàng Diệu 52 này, ở 65 này. 65 cho chị Minh Huyền này, 52 cho Hoàng Diệu này. Rồi mấy chị nha, không có xếp đùi, không có xếp đùi. Trời ơi đẹp chưa, lá xanh 50 kg tới 90 kg đủ size. Đẹp quá, lá xanh 50 kg tới 90 kg đủ size. Lá xanh 50 kg tới 90 kg giùm em đủ size nha mấy chị. Cô gái bướm 65 cho chị Liều Vầy. Rồi. Cô gái bướm 75 cho chị Hồ Ngon. Rồi, thơm quá. Rồi, 65 này còn cái 75 cho chị Hồ Ngon nữa. Mới nãy chị lấy 70 kg là size khác mà 75 kg là size khác đó nha chị Hồ Ngon nha. 75 cho chị Hồ Ngon nè. Lá xanh 50 kg cho Thủy Nguyễn nè. Rồi mấy chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Mấy chị đặt hàng không có số điện thoại rồi sao mà chốt đơn được mà cứ đặt hoài mấy ông. Phải có số mới chốt được chứ. Không có số đơn rồi cái em ơi, chị ơi nhận đơn na vậy cái chị tự nhận được hả? Rồi nha mấy chị nào lấy lên giùm cho em nha, lá xanh ạ. Lá xanh 50 kg tới 90 kg. Thanh Thủy có số rồi nè. Thanh Thủy có số rồi nè. Mà lấy cái gì vậy? Đó phải coi lại nữa thấy không? Cô gái bướm 58 kg. Thanh Thủy có số là chốt cô gái bướm đi. 175 ngàn. 175 ngàn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Mấy chị thích mặt rộng đôn số ký lên giùm em nha mấy chị nha. Rồi lá xanh 50 kg tới 90 kg. Lá xanh 78 kg cho chị Hạnh Bích. Lá xanh 78 kg cho Hạnh Bích. Mấy chị đặt hàng á, mấy chị lên số ký nha. Lá xanh không có 105 kg đâu. Rồi 78 kg cho Hạnh Bích. Không có size như chị Mai Lan Ngọc. XL là 95 kg. Vậy giờ chị muốn lấy size XL không? Chứ không có 90 kg nó không có size XL nha. 95 kg có 215 ngàn nha chị Mai Lan Ngọc. Nãy giờ 90 kg của chị em lấy size L thôi. Còn XL là 95 kg tới 105 kg là 215 ngàn. Chị muốn không đổi size. Nhưng mà có mẫu có mẫu không nha.
Rồi mấy chị nha, cô gái bướm 75kg cho lụa văn. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em. Thì em biết là hai kiểu khác nhau, nhưng mà cái size chị lấy, cái size cái lúc chị lấy 70, một lúc chị lấy 75 là em nói cái size mà em đang nói tới vấn đề cái size mà. Chị lấy 70kg là size khác, mà chị lấy 75kg là nó sẽ size khác. Có mẫu thì em đọc tới 70kg thì chị chốt 70kg, có mẫu em đọc là tới cả trăm, quên cả 90kg thì chị lấy 75kg. Thì đương nhiên cái size 75kg nó sẽ khác với 70kg. Em nói để cho chị hiểu cho đỡ mất công hả? Chị banh hai cái áo ra, ủa sao cái này nó to hơn rồi cái này nó nhỏ hơn. Đó, vậy là cũng đâu đúng. Em nói để cho chị biết là chị đã lấy hai cái size nó khác nhau. Rồi mấy chị nha. À, rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. À, cô gái bướm 75kg cho chị Anh Ngọc. Cô gái bướm 75kg cho chị Anh Ngọc. Rồi chị nào lấy lên giùm em. Con rồng này, rồng là 50kg tới 90kg 175.000. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em. Đúng rồi, hôm qua không hốt luôn đi, bữa nay hết hàng rồi. Hôm qua like coi từ đầu tới cuối mà không hốt luôn. Bữa nay họ nó có ít chứ đâu có nhiều đâu. Nó hết size rồi. Rồi nha mấy chị nha, không phải ở bên này mà muốn săn nhiều nó cũng có, nó bị cháy hàng mọi người ơi. Không phải ở Việt Nam mình lấy không mà rất là nhiều nước, đặc biệt là những nước ngoài người ta lấy rất là nhiều. Bởi vì cái form này nó phù hợp với lại nước ngoài á, cho nên là người ở bên nước ngoài người ta lấy lắm. Châu Âu người ta qua lấy rất là nhiều nha mấy chị. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị nha. Rồi nha mọi người ơi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Chị nào lấy lên giùm chị em nha. Dễ chừng nào mà nó chốt đơn á chị kêu nó lấy hết size 75kg thì nó coi thử cái nào còn 75 thì nó lấy cho chị, còn hết thì thôi, chứ bây giờ một đống áo mà ngồi bươi ra từng cái rồi đổi size cũng không được. Chừng nào mà nó chốt đơn với chị á, cái nào á mà chị nói em chốt cho chị hết mấy cái mẫu áo cho chị bằng size 75kg. Nếu mà có 70kg thì em đổi lại thành 75kg cho chị thì nó tự đổi cho chị cho. Rồi với chị nha. Rồi cô gái bướm hưng hưng lên cho em số ký cho chị ơi. Rồi nhưng với chị nha, có màu cho máy, trời nãy giờ like có màu đó cho máy. Rồi nha mấy chị nha, áo em mặc có 65kg không? Em mặc cái nào vậy? Có lá hả? Lá có 65kg hả? Ủa không phải. Lá hả chị? Lá 50kg tới 90kg đủ size nha chị. Hưng hưng áo lá 65kg cho hưng hưng luôn. À không, cô gái bướm 65kg. Cô gái bướm 65kg cho hưng hưng. Rồi, cô gái bướm 65kg cho hưng hưng nè. Lá thì 50kg tới 90kg đủ size 175.000 ạ. Rồi em lên cho mấy chị con cọp trắng nha mấy chị nha, siêu phẩm. Nhanh tay nha mấy chị nha, cọp trắng số lượng có hàng nè, mấy chị coi này có rất là ít nha mọi người. Có rất là ít ha. Cọp trắng bao đẹp, hỏng đẹp là hỏng lấy tiền. 50kg cho tới 70kg giùm cho em. Chị nào ưng cọp trắng lên giùm cho em cọp trắng nha. 50kg tới 70kg giùm cho em ạ. Chị nào ưng cọp trắng lên giùm cho em cọp trắng ha. 50 tới 70 giùm cho em 175.000. 65kg gấu trúc 65kg mọi thứ một cái cho chị Lê Thúy Thúy. Gấu trúc một cái này. Rồi cô gái bướm nữa. Lấy một cô gái bướm 65kg cho chị Lê Thúy Thúy. Rồi ok chị này, Lê Thúy Thúy này. Rồi mọi người ơi coi giùm em này, thấy chưa? Cọp 50kg tới 70kg giùm chị em đủ size. 50kg tới 70kg giùm chị em nha mấy chị nha, quá đẹp. Quá đẹp luôn mọi người ơi, 50 tới 70 nha mấy chị, 50kg tới 70kg cọp đẹp quá. Cọp trắng 70. Cọp trắng 70 cho Phạm Đào. Cọp trắng. Cọp trắng 65kg cho cá viên chiên. Hà Sơn cọp trắng 60. Chị nào mà 60kg thích mặt rộng nhớ đun lên em thành 63kg nha mọi người nha. 59, 58, 59, 60 mà thích mặt rộng thì lấy 63kg giùm em. Nói chung tóm lại một câu, mấy chị nào thích mặt rộng tự động đun số ký lên giúp em nha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. À? Chị đặt 58 áo về 67kg em thông cảm đổi giùm chị 70. À, 50 đổi thành 52 chờ chị. 67kg và 70kg cùng một size nha chị Khánh Ngọc nha. 50, 52kg cùng một size luôn. Cái size của chị á, là từ 63kg cho tới 73kg là cùng một size đó. Cho nên là chị 67kg hay 70kg thì cùng một size. 50kg tới 60kg là cùng một size. Cho nên chị muốn 50 mà đổi qua 52 thì cũng trên cùng một size luôn nha chị Khánh Ngọc nha. Rồi cọp trắng 63kg cho Mỹ Dung nè. Cọp trắng 63kg cho Mỹ Dung nè. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy em. Mai Lan Ngọc cọp trắng 70kg nè. Rồi cô gái bướm 90kg cho chị Lý Lệ Hoa nè. Gấu trúc không có 105kg đâu. Áo lá 75kg cho Tuyết Thu nè. Còn áo lá 75kg cho chị Tuyết Thu nè. Rồi nha mấy chị nha. Ok chị nè. Rồi chị nào lấy lên nhìn cho em nha mấy chị. Cọp trắng ạ. Chị có lấy áo khoác trắng sao không thấy gọi. Chị ơi nó chưa chị, nó chưa, nó đang chốt của chị ơi. Hàng chưa chốt được đâu chị, ngày mai á, khoảng ngày mai hoặc ngày mốt mới chốt kịp nha chị nha. Hàng nó còn ở bên Thái mà, nó chưa có gửi vừa kịp nữa chị.
Mới hôm qua là gửi về con ít trước à. Bữa nay em đang gom thêm nữa chị. Ngày mai hoặc ngày mốt mới chốt đơn nha chị nha. Tại vì hàng ở bên Thái gửi về rồi nó mới chốt được, chứ nó chưa chốt liền được đâu nha chị ơi. Chưa chốt liền được đâu nha mọi người nha. Hàng nó còn gửi từ bên Thái về nữa ha. Mấy chị ráng đợi giùm em một hai hôm nữa đi mấy chị. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Chị nào lấy lên giùm chị em ha. Rồi con này nè mấy chị. Chị nó ăn con này lên đơn liền giùm chị em nha mấy chị nha. Màu cá chứ không có 75kg. Băng băng không có 75kg đâu. Rồi con sói xanh này mọi người quay giùm em nè. Trời ơi nó đẹp. 50kg tới 90kg giùm chị em. Sói xanh 50kg tới 90kg giùm chị em. Đẹp lắm. Áo lá xanh 70kg thôi. Áo lá xanh 70kg nè. Áo lá xanh 70kg nè. Lá xanh 70kg cho Lê Hồng Anh nè. Cọp trắng 70kg nè. Cọp trắng 70kg nè. Cọp trắng 70kg cho chị Nguyễn Thị Thu nè. 175.000 nha chị. Rồi sói xanh 50kg tới 90kg phải không vậy? Sói xanh 50kg tới 90kg 175.000. Sói xanh này mấy chị ơi, nét lắm. 50kg tới 90kg 175.000. Em luôn luôn nhắc mấy chị nha là thích mặt rộng đôn số ký lên giúp em ha. Thích mặt rộng đôn số ký lên giùm em nha mọi người. Rồi sói xanh 50kg tới 90kg 175.000 nha mấy chị nha. Đẹp lắm luôn mọi người ơi, coi giùm em này. 50kg tới 90kg nha mấy chị nha, 175.000. Chị nào ưng sói lên sói giùm em ha. Ưng sói lên sói giùm em ạ. À. Sói xanh 90 cho chị Dung Mỹ. Ở dưới. Rồi mấy chị nha. Bữa nay chắc không có like mỹ phẩm đâu chị ơi. Rồi mấy chị ưng cái gì chị nói đi, chị nói đi em lấy gì ạ? Mỹ Dung nè, đưa đây. Mấy mỹ phẩm mấy chị có, mấy chị biết hàng rồi á, mấy chị cứ nói đi em lấy gì nha. Rồi. À, sói xanh cho chị Mỹ Dung 90kg này. Sói xanh cho Mỹ Dung 90kg này. Sói xanh 58kg cho chị Thanh Thủy này. 58. 58kg cho chị Thanh Thủy này. Rồi 58kg cho chị Thanh Thủy này. 90kg cho chị Nguyễn Thị Thu này. 90kg cho chị Nguyễn Thị Thu này. Rồi nha mấy chị nha, 75kg cho chị Tuyết Thu luôn. 75kg cho chị Tuyết Thu luôn. 56kg cho chị Lan Hương luôn. 56kg cho chị Lan Hương luôn. Rồi nha mấy chị nha. À, có keo dán không? Có 17.000 gói nha chị Uyên Hoàng. Gói dán đâu nhất đó đúng không? 17.000 gói nha. Chốt cho chị. Thì chốt rồi, chị nói cái này em chốt cái đó mà. Nói cái này em chốt cái đó mà. Rồi nha mấy chị nha. Và 95kg tới 105kg. Sói xanh em còn một cái 95kg tới 105kg nha. Áo lá lon, áo lá xanh 55kg cho chị Tâm Thanh. Lá lon là hết 55 rồi, còn lá xanh. Chỉ còn mỗi lá xanh thôi nha Tâm Thanh ơi, lá lon hết. Lá xanh cho Tâm Thanh 55kg nè, lá lon hết nha Tâm Thanh nha. Rồi nha mấy chị, 5 gói cao dáng, dáng đâu nhất là một lộn 17.000 gói nha chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em ạ, sói xanh 50kg cho tới 90kg 175.000 một áo chị nào lấy em. Rồng 55, cô bướm 56. Cô gái bướm 56, rồng 55. Rồng 55, cô gái bướm 56. Rồi sói xanh chị nào lấy lên giùm cho em ạ, 175.000. 175.000 nha mấy chị nha. Rồi ok chị Ngô Thị Tuyết nè. Rồi qua mẫu, qua mẫu. Chị nào lấy lên giùm cho em nha. À em lên cho mấy chị con này cưng lắm. Cưng lắm nha mọi người ơi, chuẩn bị nha. Cái này là có ít thôi nha mọi người. Con mèo lười 50kg cho tới 70kg giùm cho em. Trời ơi cưng xỉu luôn. Mai Lan Ngọc sói xanh 90kg cho. Coi này mấy chị ơi. Coi này mấy chị ơi, coi con mèo nè, mèo lười. Mấy chị coi cận cảnh giùm em cái nha mọi người ơi, coi cận cảnh giùm em nè. 50kg cho tới 90kg giùm cho em. 50kg tới 90kg giùm em mấy chị coi mèo lười nè mấy chị. Nó dễ thương lắm nha mọi người ơi, 50kg tới 70kg thôi. Mèo lười 50kg tới 70kg nha mấy chị nha. Du Ly Đào sói xanh 105kg là 215.000. Cho Du Ly Đào này 215.000. Rồi nha mấy chị nha, mèo lười 50kg cho tới 70kg giùm cho em. Chết đi, nó đẹp. Quá đẹp. Mọi người ơi, quá đẹp luôn. Mèo lười không có 75, không có 75, 50kg tới 70kg thôi. Mèo lười 50kg tới 70kg. À Du Ly Đào ơi, con rồng nó có 105kg này nha Du Ly Đào. Rồi nha mấy chị nha. Mèo lười 50kg tới 70kg giùm chị em ạ, 175.000 nha mấy chị. Dung Mỹ mèo 70kg. Ủa Dung Mỹ ơi, chị mua nhiều size lắm luôn á nha. Nói trước nha chị nha, chị mua nhiều size lắm á. Rồi nha mấy chị nha. Chị nó ưng mèo lười
Lên giùm em mèo lười nha, 50kg cho tới 70kg giùm cho em. Mèo lười 50kg tới 70kg giùm em, cân xỉu. Có 175.000 là dễ thương lắm nha mấy chị nha. 175.000 chị nội ơn mèo lười, lên giùm cho em mèo lười 50 tới 70 giùm em. Nữa. Ủa chị Hồ Ngon ơi, mấy cái kia 70kg chị đòi em 1-2 phải đổi 75kg. Bây giờ chị chốt 70kg nữa làm sao? Chốt dễ làm sao chị? Mấy cái 70kg chị bắt em phải đổi qua 75kg hết. Tự nhiên bây giờ chị chốt tiếp cái 70kg nữa rồi hàng đâu? Làm gì chị nó mất công vậy? Mấy cái kia chị đòi chốt 70, cái xong bây giờ chị đòi lại thành 75. Bây giờ cái chị chốt tiếp 70 nữa rồi sao được? Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Chị nào lấy lên giùm chị em ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Rồi, mèo lười, mèo lười. Mèo lười nha mấy chị nha. Mất cái đầu quá, mất cái đầu. Rồi nha mấy chị nào lấy lên giùm chị em. À, con này nha mấy chị nha. Con này không đẹp, không lấy tiền này. Không đẹp, không lấy tiền nha mấy chị ơi. Không đẹp, không lấy tiền này. Nha mấy chị nha, đẹp ơi là đẹp luôn. Đẹp lắm luôn. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Rồi nha mấy chị nha, lên giùm cho em nè mấy chị ơi, con báo nâu. Nha mấy chị nha, like hồi sáng chưa chị ơi, like hồi sáng 3 ngày sau em chốt nha chị Phương Phụng. Do em đang còn ở Thái Lan, rồi hàng nó gửi về Việt Nam rồi đó mới chốt, 2 tới 3 ngày sau mới chốt nha chị Phương Phụng ơi. Mấy chị coi giùm em nè, mấy chị coi con báo nè, trời ơi đẹp xỉu luôn. Báo nâu, mấy chị ơi coi con báo nâu nè mấy chị. Coi nè mấy chị ơi, cưng lắm nha mấy chị nha. 63kg cho tới 70, 100 nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha. Vậy thôi chứ giờ chị kêu đổi cái kia làm gì? Chị đã xác định chị lấy rồi, bây giờ chị còn đổi cái kia nữa làm sao nữa, mất thời gian quá vậy. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Báo nâu 63kg cho tới 70kg giùm cho em, 175.000. Chị nào lấy lên giùm cho em báo nâu 63kg cho tới 70kg giùm cho em. Không đẹp không lấy tiền luôn nha mọi người ơi. Không đẹp không lấy tiền luôn nha mấy chị nha. Chị nào ân lên giùm cho em ạ. Báo nâu, báo nâu 63kg cho tới 70. Chị nào ân lên giùm cho em ha. 63kg cho tới 70 nha mấy chị nha. Quá đẹp. 63kg cho tới 70, 175.000. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị, 175.000. Chị nào lấy lên giùm cho em ha. 63kg cho tới 70. 63kg cho tới 70, 175.000. Báo nâu. Báo nha mấy chị nha, cái màu nâu rất là đẹp luôn ha. Chị nào lấy báo nâu lên giùm cho em báo nâu. 63kg cho tới 70 ha, 175.000. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Nha mấy chị, chú chị 70kg báo nâu cho chị Mai Lan, Mai Lan Ngọc luôn. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm cho em ha, Mai Lan Ngọc nè. Báo nâu 70kg cho chị Nguyễn Thị Giảng. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy báo nâu 70kg cho chị Nguyễn Thị Giảng luôn. Rồi cho chị Mai Ngọc xong rồi đúng không, qua mẫu báo nâu 63kg cho chị Dung Mỹ luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị ơi, rồi qua mẫu, qua mẫu. Ô đẹp quá, con này đẹp quá, đẹp quá mọi người ơi, con này nè mấy chị. Đây 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 đây, lên lên đơn, lên đơn, lên đơn, lên đơn nha. Chị Dung Mỹ ơi, chị xem tin nhắn giùm đi chị. Đây nha mọi người ơi, báo 70kg cho Kim Trang. Mọi người ơi coi giùm em nè, trời ơi con rồng và đại bàng nha mấy chị, cho chị Kim Trang nè. Rồng và đại bàng này mọi người ơi, đẹp lắm 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 nha mấy chị nha. 50kg tới 90kg rồng và đại bàng ha. 50 tới 90 giùm em, có 175.000 là đẹp quá nha mấy chị nha. Rồng và đại bàng 50kg cho tới 50kg cho tới 90kg giùm chị em nha. Rồng và đại bàng 50kg tới 90kg có 175.000 à mấy chị, đẹp quá trời luôn nha mấy chị nha. Rồng và đại bàng một hai con trên trời luôn, vờn nhau nha mấy chị. 50kg cho tới 90kg đủ size. 50kg cho tới 90kg đủ size giùm em. 50kg cho tới 90kg đủ size.
nha mấy chị nha, đẹp quá, 175.000 rồng và đại bàng nha mấy chị nha, thôi bị hiếm lắm mấy chị, đẹp lắm luôn, 175.000, chị nào ưng lên giùm cho em nha, chị nào ưng lên giùm cho em ạ. Chị Khánh Ngọc, rồng và đại bàng, à 50kg ok chị nè, rồng và đại bàng 50kg ok, rồng và đại bàng 50kg cho chị Khánh Ngọc nè, đẹp quá, xuất sắc luôn, có 175.000 thôi nha mấy chị, có 175.000 thôi, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ha. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Như chốt 290 là gì? Là chị lấy 2 cái 90 kg hả? Chị lấy 2 cái 90 kg hả? Rồng và đại bàng 50 kg tới 90 kg nha mấy chị nha. À, em ơi chị thấy em có đội nón trắng đẹp quá, em có bán nón đó không? Nón trắng là cái nón tim bia hả? Nón tim bia 295.000 cái hả? Có chị, đó nón kem chứ không phải nón trắng đâu chị. Hay là chị muốn lấy con gấu trắng có luôn. Nha mấy chị nha, con gấu trắng có luôn cũng 295.000 luôn. Cái đó là hàng tim bia nha, hàng tim bia là hàng của hãng tim bia với chị. Đài bàn 90kg. Và hàng đó nó đắt tiền lắm, hàng tim bia mà. Rồi nha mấy chị nha. Cho chị cho Tiến Bùi nè. À, chị Lê Phương rồng và đài bàn 50kg. Rồng và đài bàn 50kg cho chị Lê Phương. Rồng và đài bàn 50kg cho chị Lê Phương. Đó cái bọc hết bọc cho mình. Xé cái rớt liền luôn rồi. Chị Lan, Lan Ngọc là 2 cái 90 hả? Rồi chị Lan Ngọc ơi còn có cái chị à. Chị gì, chị Mai Ngọc Lan gì á. Chị Mai Lan Ngọc ơi còn có cái 90 à, lấy cái nha chị Mai Lan Ngọc. À, dép kẹp với bánh mì mã 5 còn không? Sao chế không trả lời? Hỏi hôm nào mà trả lời em. Còn em, còn hết, em lấy thì lên đơn nha. Rồng đại bàng 75kg, chị Nguyễn Thị Minh Phương hết 75kg rồi chị. Chị Nguyễn Thị Minh Phương hết rồi chị ơi, hết 75kg rồi nha. Rồng đại bàng em hết 75kg rồi chị. Rồng đại bàng 65 cho chị Thu Nguyệt Nguyễn nè. Rồi nha mấy chị nha. Giờ không có ở đây chị ơi, em đóng ở dưới thùng ở dưới khách sạn rồi chị. Rồng 70kg cho Kim Trang. Rồng 70kg cho Kim Trang ở dưới khách sạn có, cho trên này không có. Rồi nha mấy chị nha. 70kg rồng đại bàng 55 áo cưới su bin, rồng và đại bàng 55 cho chị áo cưới su bin, rồng và đại bàng 55 cho chị áo cưới su bin. Rồi nha mấy chị nha. Không chị ơi, áo toàn cỡ hình thôi. Chị may dê kiên gì á, hết 90kg rồi chị. Đại bàng 65kg cho chị Tống Huyền. Đại bàng 65kg cho chị Tống Huyền. Cho chị Tống Huyền. Rồi nha mấy chị, thủy khô hết rồi chị ơi. Rồi nha mấy chị nha. Áo levis ngày mai em like nha chị. Áo levis ngày mai em like ha. Rồi nha mấy chị nha, hũ kem móng cao tới tay ok chị luôn. Rồng đại bàng em còn có size từ 50kg cho tới 70kg thôi nha mấy chị nha. 175.000. Mấy chị thích mặt rồng đôn số ký lên giúp em nha mọi người. Thích mặt rồng đôn số ký lên giùm em nha. Rồi nha mấy chị, thích mặt rộng luôn số ký lên giùm em nha mấy chị nha. Thích mặt rộng luôn số ký lên giùm cho em. Đưa cho giờ con đại bàng kia. Ủa ha, con khác đi. Mới đại bàng xong luôn. Con này đây nè. Con chó đi. Con chó mới la nè. Đây nha mấy chị đi. Ồ, cưng quá. Con đó đẹp quá. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Tống Huyền lá xanh 60kg. Rồi có luôn lá xanh 60kg cho Tống Huyền. Rồng đại bàng 90kg những chị thu hết. Nhớ nha, con này phải lấy chứ không lấy uổng này. Con này mấy bà không lấy thì nó phí nè. Phí này mấy bà ơi, phí này. Nha mấy chị nha. Đen áo chữ ngày mai mới like nha mấy chị. Tống Huyền lá 60kg này. Mấy chị muốn áo chữ thì ngày mai mới like nha mọi người ơi. Chết đi, nó đẹp. Trời, wow, xỉu luôn. 63kg tới 90, không đẹp, không lấy tiền luôn. Đợi em xíu nha chị ơi. Đợi em xíu, áo 105kg đợi em xíu. Lấy cho dép kẹp màu trắng 36, một dép bánh mì mã 5 màu đen. 36 bánh mì mã 5 không có màu đen nha Loan Nguyễn. Bánh mì kẹp là màu kem chứ không phải màu trắng nha Loan Nguyễn ơi. Chỉ có mỗi bánh mì kẹp màu kem á. Bánh mì kẹo là bánh mì gì? Bánh mì kẹo hả? Dép mã kẹo hả? Có không ta? Kẹo còn hả? À vậy thì có nha, màu trắng hả? Rồi nha mấy chị nha. À, bánh mì mã 5 là màu đen 36 là không có hàng rồi nè. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị ơi, coi giùm cho em con mèo. Trời ơi, bà chế nào mà ghiền con này mà bỏ qua là tôi nói thiệt với bà, phí quá phí.
bởi vì nó quá đẹp luôn nha mọi người ơi. Đây mấy chị lên cho em con mèo quát 63kg cho tới 90kg có 175.000 thôi nha mọi người. 63kg tới 90kg chỉ có 175.000 thôi. Chị nào lấy lên giùm cho em ha. 63kg cho tới 90kg 175.000. Chị nào lấy mèo lên mèo giùm em. Nhưng mấy chị nước hoa ngựa nhỏ còn 39.000 nha chị Trần ơi. Nước hoa ngựa nhỏ còn nha, 39.000, chị nào lấy lên giùm cho em ha. Rồi này mấy chị, con mèo đẹp quá, 63kg tới 90. Trời ơi, xem tin nhắn giùm cái coi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. 63kg cho tới 90. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ha. Con mèo quát 63kg tới 90, 175.000. Đẹp lắm. Con này mấy bà không lấy là uổng lắm nha. Mấy bà không lấy là hơi bị phí đó. Con mèo quá đẹp, không lấy là hơi bị phí đó mấy chị. Rồng đại bàng sẽ ép cho Khánh Đoan. Như Khánh Đoan. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy mèo ạ. 19k lấy một cây luôn còn nha chị Lê Phương ơi. Rồi nha mấy chị nha, mèo 63kg cho tới 90. 63kg tới 90, 175.000, đẹp quá. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị. Mèo 90kg nè. Mèo 90kg ok luôn. Chị nào lấy mèo lên mèo giùm em ạ. Nha mấy chị nha. Mèo 90kg giùm cho em nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nào lấy lên giùm cho em nha. Rồi. Rồi nha mấy chị, còn Nhi Khánh Đoan nè, Nhi Khánh Đoan nè. Rồi mấy chị, áo lá hả? Lá còn size nhiêu vậy? Lá xanh còn size nhiêu? Lá xanh còn size nhiêu? 50kg, 90kg còn à? 90kg còn à? 50kg tới 90kg. Mèo 78kg hả? 7 con mèo Nguyễn Thị Thu 90kg nè. Nguyễn Thị Thu 90kg nè. Chị Nguyễn Thị Âu Anh Hạnh bích 78kg nè. Chị Mika Ken Cô Ta gì lên số điện thoại chị ơi. Chị Nguyễn Thị luôn, con mèo 90kg luôn. Rồi lá 50kg cho tới 90kg. Lá 50kg tới 90kg. Lá 50kg tới 90kg luôn. Lá xanh 50kg tới 90kg. Mèo có 3kg cho tới 90. Chồng chồng. Chị này sao? Rồi mấy chị nha, có 3kg tới 90. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Chị nào lấy lên em nha. Mèo mèo loan nha mấy chị nha, đẹp lắm. Nguyễn Thủy lên số điện thoại giùm em. Rồi cho mấy chị nha, không có nha chị ơi. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ha. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Sau 3kg cho tới 90kg giùm cho em ạ. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Trong trong. Lại lại thay giùm cái đi. Rồi cho mấy chị nha, mèo sau 3kg cho chị Nguyễn. Này chị Dung Mỹ luôn. Lấy cho chị Dung Mỹ cái, ngầu lên like cái. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ha. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Mèo 63 cho chị Dung Mỹ. Mèo 75. Mèo 75. Không chờ. Mèo 75. Có thứ gì không? À đây rồi. Mèo 75 cho chị Quán Hương Biển. Mèo 62 chị Nguyễn Thanh Hiền. Mèo hai nước hoa ngựa, hai nước hoa ngựa cho chị Chi Trần. Mèo 75 cho chị Châu Bùi. Mặc áo chiếc xe. Xe chắc hết rồi quá. Đây. Con mèo từ 63 tới 90kg. Một đàn mèo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con mèo. Áo đang mặc hả? Áo đang mặc là áo full HD là hiện nay bà bán nhiêu ta? Hồi trước là bán 250 mà không biết này. Hiện nay full HD bán nhiêu? Full HD là nay là 280 ngàn.
này 280 ngàn con chim đại bàng. Đại bàng con chim đại bàng chứ sao nữa, con đại bàng nó kêu chim. Ủa nó thuộc giống chim mà, đại bàng mới con mới chim bay lên bầu trời. Thì Mỹ Ngọc Lan cái 90 kg, con mèo. Thì Phương Châu 76 con mèo. 100 kg hả? Nãy giờ bà bán 100 kg và đỡ đâu đâu? Con mèo hai mặt trước sau như một. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con mèo. Ừ, 8 con mèo. Một đàn mèo. Kêu meo meo. Từ 63 tới 90 kg. Rồi, 3 con mèo. Con mèo thì là 175 ngàn. Còn con chim đại bàng. Con đại bàng. Mình đừng có kêu con chim vậy. Con bò đại bàng hả? Con đại bàng là 280 ngàn. Từ là full HD. 63 tới 90 kg. Cái này là full HD nha quý chị nha. Dòng này shop khác bán gần 500 ngàn cái quý chị. Không có 90-95 kg rồi. Đây nha quý chị nha. Không có cái sai là 90-95 nói nãy giờ rồi trời. 90 trở lại. 1 là 90, 2 là 95. Đúng không? Rồi đi đây cho giờ lên. Rồi nha mấy chị nha. Lọn 92-93 cả đó. Rồi mấy chị. Một trăm ký này, con rồng này có 100 kg này, chị có lấy thì lấy nha. Con rồng này có size 95 kg cho tới 100, con rồng này nó có size 95 kg tới 100 kg có này. Rồi cái chiếc xe, chồng lấy chiếc xe, chiếc xe, chiếc xe, chiếc xe có 95 kg tới 105 kg luôn. Chiếc xe đâu, chiếc xe này 95 kg tới 105 kg. C 95 kg tới 105 kg. Nè, C 95 kg tới 105 kg. Chị nào lấy xe lên xe. C 95 kg tới 105 kg. Chị nào lấy xe lên xe nha. Đó. Rồi nha mấy chị nha. Ok, tiếng bùi nè. Rồi qua mẫu, qua mẫu, qua mẫu. Rồi, đưa chân dọn cọp. Cọp đen. Siêu phẩm nha mọi người ơi. Con này nó là, nó là siêu siêu đỉnh luôn á. Nha mấy chị nha, siêu đỉnh luôn. Rồi nha mấy chị ơi, lên giùm cho em nè. Rồi nha mấy chị nha, siêu đỉnh luôn giùm cho em ạ. Siêu đỉnh nha. Chết đi. Trời ơi, đẹp quá Thủy ơi. Cọp đen 50 kg tới 90 kg. Đẹp không tét cái nắp, không lấy tiền luôn. 175 ngàn, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. 50 kg tới 90 kg cho mấy chị nha. Chị nào lên giùm cho em. Đài ba, lộn à, cọp đen 50 tới 90. U là trời. Quá đẹp. Quá đẹp, 50 kg tới 90 kg, 175 ngàn. Chị nào lên giùm cho em. Đặt cọp lên cọp giùm em. Cọp 50 kg tới 90 kg đủ size, chị nào lấy lên giùm cho em nha. 50 kg tới 90 kg giùm cho em, đủ size 175 ngàn. Chị nào lấy cọp lên cọp giùm em nha mấy chị. 50 tới 90 cọp đen ạ. 50 kg tới 90 kg với chị, 175 ngàn. Chị nào lấy cọp đen lên giùm cho em cọp đen nha mấy chị nha. 50 kg cho tới 90, đẹp lắm luôn, 175 ngàn. Chị nào lấy lên giùm cho em ha. Cọp đen một cái 67, một cái 75 có luôn. Một cái 7, một cái 67, một cái 75. Rồi hai cái cho chị Nguyễn Minh Phương này. Một cái 58 kg cho Thanh Thủy này. Một cái 65 và một cái 83. Một cái 65 này. Một cái 65, một cái 83 cho cá viên chiên này. Một cái 65, một cái 83 cho cá viên chiên này. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em nha. Cọp đen. Cọp đen là có size 50 kg cho tới cọp đen là 50 kg cho tới 90 kg luôn, 175 ngàn, đẹp cực kỳ luôn. 50 kg tới 90 kg, 175 ngàn. Chị nó ăn cọp đen lên giùm cho em cọp đen nha. 50 kg tới 90 kg, 175 ngàn. Chị nó ăn cọp đen lên giùm cho em cọp đen nha mấy chị nha. 50 kg cho tới 90 kg, 175 ngàn. Chị nó ăn lên giùm cho em nha mấy chị, có 175 ngàn cọp đẹp quá trời.
Rồi chị nào lấy cọp đen lên giùm cho em cọp đen nha, 50kg cho tới 90kg, 175. 175 nha mấy chị. 50 tới 90 giùm em nha, 175 nha. Chị nào lấy lên giùm cho em cọp đen. 50kg tới 90kg giùm cho em. Rồi nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị. Chị đưa này lên đây. Cặp đen rồi ok luôn. Em lên với chị cô gái xanh nha mọi người. Cô gái xanh đẹp lắm. Cô gái xanh 50kg cho tới nha mấy chị nha. Cô gái xanh 50kg hết. Hết 90 rồi. Rồi cô gái xanh nha mọi người ơi. Cô gái xanh nha, 50kg cho tới 90kg. Đẹp tét cái nắp luôn. 175.000. Cô gái xanh 50kg tới 90kg, 175.000. Hổng đẹp, hổng lấy tiền với chị luôn. Chị nào ơn cô gái xanh lên giùm cho em cô gái xanh nha. 50kg tới 90kg giùm chị em, 175.000. Chị nào ơn cô gái xanh lên giùm cho em cô gái xanh. Đấy, trời ơi, giày mà không đẹp nữa thôi luôn mấy chị ơi. Cực phẩm trong làng, cực phẩm áo nha mấy chị nha. 50 tới 90kg giùm chị em ạ. Chị nào lấy cô gái xanh lên giùm cho em cô gái xanh. Mỹ Linh 57kg này. Rồi cô gái xanh 50kg tới 90kg dùm cho em. Đẹp quá. Thanh Thủy lên số ký nha. 90kg cho Mai Lan Ngọc này. Mấy chị đặt hàng thì lên số ký luôn. Rồi Mai Lan Ngọc này. Cô gái xanh 50kg tới 90kg dùm cho em. 175.000. Cô gái xanh 50kg tới 90kg dùm em. 175.000. Nhưng mấy chị có 175.000 thôi. 175.000 thôi nha mấy chị nha. Rất là đẹp luôn. Chị nào lấy cô gái xanh lên dùm cho em cô gái xanh nha. 50kg cho tới 90kg. Khánh Ngọc 50kg nè. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Nguyễn Nga 66kg nè. Nguyễn Nga 66kg nè. 50kg cho tới 90kg nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Thanh Thủy không có lên số ký là em chưa có chốt đâu nha. 50kg tới 90kg giùm chị em ạ. Chị nào lấy lên giùm cho em ha. 50kg tới 90kg 175.000. Chị nào lấy lên giùm cho em ha. 58kg cho Thanh Thủy nè. 58kg cho Thanh Thủy nè. 75kg quán Hương Biển này. 75kg cho quán Hương Biển này. 55kg cho chị Hà Vũ này. 55kg cho Hà Vũ này. 78kg cho chị Hạnh Bích này. Rồi 50kg cho tới 90kg đủ size nha mấy chị nha, gần hết rồi mọi người. Không ít lắm nha. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em nha, 50kg cho tới 90kg giùm chị em đủ size. Nha mấy chị, 50kg tới 90kg đủ size có 175.000. Đẹp quá trời luôn. Cô gái xanh là Mai Cà Phê không có số ký nè chị ơi. Không có số ký, không có chốt nha chị nha. Không có chốt được biết bao nhiêu mà chốt. Rồi nha mấy chị nào lấy lên giùm cho em ha. Quá đẹp. Cô gái xanh 50kg tới 90kg giùm em. Rồi, Tài lấy cho vợ tiếp cái con báo cam nè. Con báo cam nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. 175.000 thôi nha mọi người. Rồi mấy chị nha. Đại bàn nè. Nãy giờ có mấy mẫu đại bàng á. Rồi mấy chị nha, 45kg. Đọc 50 trở lên mua 45kg đồ hàng đâu đưa. Rồi nha mấy chị, con báo cam ha. Báo cam này, đi xuống lên. Rồi nha mấy chị, báo cam 62kg tới 70kg không đẹp không lấy tiền. Cô lấy xanh 75kg cho chị Mai Lan Ngọc. Rồi nha mấy chị nha. Báo cam nha mấy chị ơi. Báo cam nha mấy chị nha. Ôi 62kg cho tới quá đẹp luôn. 62kg cho tới 70kg giùm cho em. Trời ơi báo cam 62kg tới 70kg có 175.000 à. Vừa con này hốt đi mấy chị. Đẹp quá. Báo cam nha mấy chị nha. Quá đẹp luôn. Trắng cái da lắm nha mọi người. Mặc lên trắng da lắm. Chị đồ ưng báo cam lên giùm cho em. Báo cam nha mấy chị nha. Đại bàng nào. Không có đâu nha Hà Vũ ơi. Con đó không có xa đâu. Con đó toàn là 6 mấy kg trở lên hết. Nhưng bây giờ họ không biết đặt cái hàng này không nữa chị. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ha. Báo cam 62kg cho tới 70kg giùm cho em. Chị Châu Bùi báo cam 65 nè. À 62 nè. 62kg cho tới 70kg giùm cho em nha mấy chị nha. Rất là đẹp luôn. Có 175.000 thôi nha mọi người. 175.000. Rất là đẹp luôn ha. Chị nào ơn báo cam lên giùm cho em báo cam nha. 62kg cho tới 70kg giùm cho em. 62kg cho tới 70kg dùm chị em 175.000. Chị nào ơn báo lên báo dùm em ha. Báo cam nữa mấy chị. 62kg cho tới 70kg dùm chị em 175.000. Chị nào lấy lên dùm chị em ạ.
Giếp cá sấu em còn nha chị lấy xám hay là đen? Cá sấu xám là 125.000, cá sấu đen cũng 125.000 nha. Rồi chị nào, ủa chị hỏi cái loại nào nữa nha. Giờ kép giếp cá sấu không nhớ loại nào chị ơi, 2-3 loại lần, chị hỏi loại nào nữa ha. Chị hỏi loại nào nữa? Loại 125 hay là 155? 155 á là hàng của hãng Ách Đa. Rồi nha mấy chị nào lấy lên chị em ạ. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy em ạ. 1m45 chị mặc vừa. Em ơi, là sao? Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy em. Em lên cho mấy chị con mèo của. Con mèo hồng nè. Báo cam là 63 chứ đâu có 50. Báo cam thì dành gì có 50. Tuấn Nguyễn là chỉ có cô gái xanh 50 thôi nha. Chốt cho Tuấn Nguyễn một cái cô gái xanh 50. Làm gì có báo cam, làm gì có 50. Em đọc nãy giờ mà báo cam em đọc là 60, 62. Mà làm gì có 50. Rồi nhà mấy chị nha. Dạ inbox ơi chị. Rồi con mèo 50kg cho tới 90kg. Cô gái xanh 50 à. Rồi cô gái xanh 50 cho chị Tuấn Nguyễn. Không có con báo không có 50 đâu nha. Mèo 50kg tới 90kg. Mèo hồng cưng lắm luôn. Mèo hồng 50kg tới 90kg. Tuấn Nguyễn lấy thì lên số điện thoại giùm nha. Rồi mèo hồng 50kg cho tới 90kg đủ size. Chị nào lấy mèo hồng lên giùm cho em mèo hồng 50kg cho tới 90kg đủ size. Đặt hàng lên giùm cho em số điện thoại đi chị ơi. Rồi nha mấy chị nha, mèo hồng 50kg tới 90kg giùm em đủ size. Chị nào lấy mèo hồng lên giùm cho em mèo hồng nha, 50kg tới 90kg giùm mấy chị. Không có thuốc diệt chuột nhưng mà có cái chai xịt đuổi chuột hay lắm. Mình xịt xung quanh nhà là chuột tự động nó đi à. Của Thái hiệu quả lắm nha. Cái đó em xài rất là lâu rồi. Mèo hồng 50kg tới 90kg giùm cho em đủ size nha. Mèo hồng 50kg tới 90kg 175.000. Chị nào ưng mèo hồng lên giùm cho em mèo hồng 50kg tới 90kg 175.000. Chị nào ưng mèo hồng lên giùm cho em mèo hồng ha. 50 tới 90 nha mấy chị, 175.000. Chua mèo cưng lắm nha mọi người. Mèo cưng lắm, dễ thương lắm. 50 tới 90 giùm em nha, 175.000. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em nha. Đưa lại cho ôi, từ từ đã. Đưa lại cho ông dọn mèo kia nữa. Rồi mấy chị nha, chai xịt đuổi chuột. Xịt đuổi chuột đó, cái con vàng vàng ha. Ồ không lọc đó. À, con mèo đó. Mèo hồng tâm minh lên số ký ha. Mèo hồng tâm minh lên số ký nha. Rồi mèo hồng 55 cho Hà Vũ. Mèo hồng một cái 55 cho Hà Vũ này. Rồi cho Hà Vũ một cái 55 này. Xịt chuột. Có thuốc xịt chuột không? Có xịt chuột 87.000 chai, 78kg cho Dung Trần nữa. Mèo hồng 78kg cho Dung Trần luôn. Xịt chuột 87.000 một chai cho mấy chị nha. Xịt một ngày quên lộn, mấy chị xịt một ngày một lần, chỗ nào có chuột mấy chị xịt. Xịt xung quanh nhà, xịt gấp bếp hoặc là trần nhà, xe hơi đều được hết. Chuột 60kg cho tâm minh luôn. Chuột 60kg cho tâm minh luôn. Đây mấy chị nha, mèo. Đây mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Mèo hồng 57kg, báo cam không có 57, hai cái không có luôn nha chị Tiên Lê ơi. Báo cam là 62kg cho tới 70. Mèo bây giờ cũng 62kg cho tới 90 nha chị nha. Mèo với lại cam đó, báo cam nó đâu có 57kg đâu, nãy giờ mà. Còn mèo hồng là bây giờ hết 57kg rồi, bây giờ chỉ còn là 62kg cho tới 90 thôi. À, mèo hồng bây giờ còn size 62kg tới 90 nha. 50kg, quên 58, 59, 60kg mà thích mặt rộng thì lấy cho em 63kg giùm em nha. Rồi con mèo đen, trời ơi, dễ thương mà, tao nói dễ thương mà, mẫu mới nha. Mèo đen 50kg tới 90kg đủ size. Mẫu mới nha mấy chị nha, dễ thương quá. Chị Hương Trâm, mèo hồng 80kg. Ủa hết rồi hả? Vậy hết luôn rồi nha chị Hương Trâm ơi. Lên đơn đi chị, có tầm 2 tới 3 ngày sau em chốt đơn nha. Ở bên Thái đầy luôn á, thiếu gì. Em gom đơn về nha mấy chị nha. Mấy chị muốn bao nhiêu cũng có. Em đang ở Thái mà, mấy chị muốn gom bao nhiêu em gom có hết đó. Nha mấy chị, nhưng mà hỏi là phải 2 ngày sau em mới chốt đơn nha. Tại vì hàng nó còn gửi về nữa. 2 hoặc 3 ngày sau mới chốt được nha mấy chị nha. Chứ chưa chốt liền được đâu. Bởi vì còn đợi gửi hàng về rồi mới chốt đơn. Rồi mèo đen 70kg cho chị Phạm Đào nè. Rồi trời ơi, cưng dữ gì trời. Cho chị Phạm Đào nè. Mẫu hàng mới nha mấy chị.
Rồi xịt chuột thì 87 ngàn một chai. Xịt ở xung quanh nhà, xịt ở gầm giường, xịt ở trần nhà, xịt ở... Ví dụ chị nào mà quán ăn, quán phở rồi mấy chị là xịt chuột cái đó là y bài luôn. Hoặc là gầm xe hơi mà có chuột nó cắn phá dây điện rồi mấy chị xịt cho em là nó đi hết à. Nó kỵ cái mùi nó đi nha mấy chị nha. Cái mùi của nó là cái mùi hương chanh đó mấy chị. Mà không biết sao nó kỵ cái mùi đó, nó bỏ nó đi hết trơn à. Nó không có làm chết con chuột nhưng mà nó đuổi con chuột đi nha mấy chị. Rồi mèo đen cưng xỉu luôn, 50kg cho tới 90kg đủ size. Chị nào lấy mèo đen lên giùm cho em mèo đen nha. 50kg tới 90kg giùm cho em đủ size. Chị nào lấy mèo đen lên giùm cho em mèo đen nha mấy chị. 50 tới 90 giùm cho em đủ size ha. Em gom cho mấy chị có giá là 175.000 à. Nha mấy chị, 175.000 chị nào lấy lên giùm cho em ạ. À. Mèo đen 50kg tới 90kg, mèo đen 50kg cho tới 90kg 175.000. Chị nào lấy mèo đen lên giùm cho em mèo đen ha, 50 tới 90 giùm em. 175.000 chị nào lấy lên giùm cho em ạ. À. 50kg tới 90kg cho mấy chị 175.000. Rồi qua mẫu. Nha mấy chị nào lấy mèo đen lên giùm cho em mèo đen nha, 50kg tới 90kg giùm cho em. 50kg. Ồ, thấy hơi sai sai rồi đó. Nhìn thẳng vô. Thấy không? Thấy không? Thấy con gì như thấy nguyên nguyên không? Thấy không? Ờ, thấy không? Thấy không? À, được thấy không? Rồi những mấy chị nha, chị nào lấy em ạ. Rồi mấy chị áo gấu xanh hết rồi nha Tống Huyền ơi. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị. Ờ, ô con nào nữa? Nên có con ngựa đâu. Rồi những mấy chị nào lấy lên giùm cho em ha. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm cho em ha, đẹp lắm nha mọi người. À, người xanh nè. Alo luôn. Rồi những mấy chị, hai luôn. Rồi em lên cho mấy chị con ngựa vàng. Con ngựa vàng nha mấy chị nha, con ngựa vàng. 50kg tới 90kg đủ size đẹp quá. Con ngựa vàng màu xanh 50kg tới 90kg. Nha mấy chị nha, ngựa vàng 50kg tới 90kg giùm em ạ. À. Ngựa vàng 50kg tới 90kg 175.000. Chị nó ưng ngựa vàng lên giùm cho em ngựa vàng 50kg tới 90kg nha. Ồ, cưng quá. Ngựa vàng 50kg tới 90kg giùm em ạ. À. Văn Cường Lê lên số điện thoại giùm em ạ. À. À, mèo đen size S cho thấm vỏ. Mèo đen size S cho thấm vỏ. Đây ngựa vàng 50kg cho tới 90kg, dày mà không đẹp nữa thôi luôn. À nha mấy chị nha. Ngựa vàng 50kg tới 90kg, ngựa vàng 50kg tới 90kg giùm em. Ngựa vàng 50kg tới 90kg giùm mấy chị nha, 175.000 ạ. À. Chị nào lấy ngựa vàng lên giùm cho em ngựa vàng nha mấy chị nha. Ngựa vàng 60 cho chị Tâm Minh. Trời ơi, đẹp tuyệt vời luôn. Ngựa vàng nha mấy chị nha. Bao nhiêu ký nha Nhung Đặng, bầu lâu mà bao nhiêu ký rồi coi thử còn hàng không ạ. Nha mấy chị, rồi chị nào lấy lên giùm cho em ạ. À. Cái con cái đầu lâu đâu, cái con ma đâu chồng, con ma đâu, đấy lấy con ma là đây. Rồi cho mấy chị nha, 57kg cho chị Tiên Lê. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy giùm em. À, 84kg cho chị Quỳnh Nga. Rồi cho mấy chị không có màu xám, không có mã nào màu xám hết nha. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Ngựa vàng 50kg cho tới 90kg đủ size. Ngựa vàng 50kg tới 90kg giùm em đủ size 175.000, chị nào lấy lên giùm cho em ha. 175.000. Rồi. Chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Trời con này. Con trai em mà nó thấy mỗi lần em mặc nó kêu con này là con ma. Con này nè, cái đầu lâu nè mấy chị ạ. À. Trời ơi đẹp lắm nha, 63kg cho tới 90. Đẹp độc lạ, không đụng màu luôn. Ngựa xe S cho chị thấm vỏ luôn. Rồi đó, lấy luôn đi. Rồi ok chị thấm vỏ ngựa xe S nè. Rồi này mấy chị, đầu lâu 63kg cho tới 90, 175.000. Quá đẹp. Đầu lâu 63kg cho tới 90, 175.000. Nha mấy chị nha, đây đẹp lắm nha mấy chị nha. Mặt cái này không đụng hàng luôn, rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Đẹp độc lạ ha. 175.000 thôi nha mấy chị nha. Rất là đẹp của Thái luôn nha mấy chị. Rất là đẹp của Thái luôn. 63kg tới 90, 63kg tới 90, chị nào lấy lên giùm cho em nha. Chị nào ưng, à, đầu lâu lên giùm cho em, đầu lâu 63kg cho tới 90, 175.000. Chị nào ưng đầu lâu lên giùm cho em đầu lâu 63kg tới 90. Nha mấy chị, ngựa vàng 90 cho chị Nguyễn Thị luôn. 63kg cho tới 90 nha mấy chị, 63kg cho tới 90, 175.000. Ngựa vàng lên cho em ngựa vàng 63kg cho tới 90. Đẹp, ối lộn, đầu lâu 63kg cho tới 90 nha, 175.000. Rồi qua mẫu cho mấy chị nha. Qua mẫu giùm chị em nha, qua mẫu giùm chị em ha.
Đây, mấy chị nào lấy đi dùm chị em nha mọi người ơi. Mấy chị quá, đẹp quá. Rồi, em lên tiếp cho mấy chị con này nè. Con này mà không đẹp, cũng lấy tiền với bà này. Trời ơi, toàn siêu phẩm không mấy chị ơi. Đẹp quá trời. Đây nè mấy chị. Rồi, full size luôn nha. Full size luôn, full size luôn. Full size luôn. Con cọp nha mấy chị. Cọp đẹp. Con cọp đẹp đẹp nha mấy chị nha. Con cọp đẹp đẹp ha. 50kg cho tới 90kg dùm chị em. 50kg cho tới 90kg nha mấy chị. Coi nè. Con cọp này mấy chị ơi, 175.000. Mấy chị coi giúp em này. Trời đất ơi, đẹp quá. 50kg tới 90kg dùm chị em. 175.000. Mấy chị coi dùm em nè. 50kg to tới 90kg, 175.000. Chị nè, trời ơi, nó nét nè mấy chị. Nó nét cực kỳ luôn nha. Nó nét cực kỳ luôn. 50kg tới 90kg dùm chị em. 175.000. 50kg tới 90kg dùm mấy chị nha. 175.000 ạ. Chị nào lấy đây. Cọp 50kg tới 90 dùm chị em. 50kg cho tới 90. Quá đẹp luôn mấy chị thấy chưa. Quá đẹp luôn. 50 tới 90 dùm em có 175.000 thôi mấy bà ơi. Đừng có tiếc. Nó quá đẹp. 50kg tới 90kg. Chị nào lấy lên dùm chị em ha. Chị nào lấy cọp lên cọp giùm em nha mấy chị. 50kg tới 90 giùm chị em. 175.000. 175.000 thôi nha mấy chị. 175.000 thôi. Ôi đẹp quá trời luôn. Cọp cho anh Tuấn 50kg. 175.000. 73kg cho chị Nga. 50kg tới 90 nha. Nam nữ mặc được đúng không chị. Cái này nó không có phân biệt ha. Cái này nó không có phân biệt. Nam cũng được, nữ cũng được luôn ha. Nó không có phân biệt. 75kg cho Băng Băng. Ôi đẹp quá, đẹp quá. 75kg cho Băng Băng. 65kg cho Văn 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 Cang Lê. Rồi cho mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên nhìn em ạ. 50kg cho tới 90kg đẹp lắm mọi người ơi. Có 175.000 mấy chị. 175.000 mấy chị nha. 175.000 nha mấy chị. 175.000 một áo. Rồi nha mấy chị nha. Chốt cho chị 90kg cho chị Mai Lan Ngọc. 70kg cho chị Chi Nguyễn. Rồi chị nào lấy giùm em. Giờ còn 50kg cho tới 70kg giùm em ha. 50 tới 70kg nha mấy chị nha. Đẹp quá. Chị nào lấy lên nhìn cho em nha mấy chị. Chị nào lấy lên nhìn cho em ha. Ra mẫu. Con ngựa này có mấy cái nữa. Hơi ít chút xíu nhưng mà. Hơi ít chút xíu nha mấy chị nha. Đây mấy chị nha. Con ngựa đẹp lắm. 50kg tới 70kg ngựa này. Ngựa 50kg tới 70kg dùm cho em. Quá đẹp luôn. 175.000. Ngựa 50kg tới 70kg. Ngựa chị nào lấy ngựa lên ngựa dùm em ha. 50 tới 70 nha mấy chị. Ngựa 50kg tới 70kg dùm chị em. Chị nào lấy ngựa lên ngựa dùm em ha. Này mọi người ơi, thấy không? 50 tới 70 dùm chị em. Chị nào lấy ngựa lên ngựa ha. Cọp 65kg cho chị Tú Vui. Cọp 65kg cho chị Tú Vui. Rồi ngựa 50kg, ngựa 50kg cho tới 70kg giùm em. Cọp 55. Cọp 55 cho Trần Văn Hùng. Hàng chuẩn xách tay từ Thái về nha mấy chị nha. Cho nên là tầm 2-3 ngày sau mới chốt đơn nha mấy chị. Hàng nó còn từ bên Thái gửi về nữa. Cho nên cả tầm 2-3 ngày sau mới chốt nha mấy chị nha. Không chốt liền được ha. Rồi mấy chị nha, phải đợi hàng ở bên Thái gửi về đã mới chốt nha mấy chị. Rồi ngựa 50kg. Trời ơi, buổi tối nó phát sáng như cái hình lên đẹp lắm. Ngựa 50kg tới 70kg. Chị nào lấy ngựa lên ngựa giùm em. 50kg tới 70kg nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào lấy ngựa lên ngựa giùm em nha mấy chị nha. 50kg tới 70kg giùm chị em ạ. 175.000. Đẹp quá trời luôn. Chị nào lấy lên giùm chị em ha. Ngựa ngựa nha mấy chị nha. 50kg tới 70kg giùm chị em ạ. 50 tới 70kg giùm em. 50 tới 70kg. Rồng có đó chị. Rồng rồng nãy vô hỏi mấy chị ấy quá trời luôn á. Rồng cực phẩm nha. Rồng cực phẩm nha. 50kg cho tới 90kg. Áo đang mặc bao nhiêu? 175.000. Nè chị, rồng nè. Trời ơi, đẹp là chỉ có số dắt thôi nha chị. 50kg tới 90kg có 175.000 nè chị. Rồng 50kg tới 90kg có 175.000 thôi. Đẹp tuyệt vời nha. Không có ngựa 95kg đâu chị ơi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Rồng 50kg cho tới 90kg giùm chị em. Rồng 50 tới 90 nha mấy chị nha. Rồng 50 tới 90kg giùm chị em ha. Rồng 50kg tới 90kg. Chị nào lấy rồng lên rồng. Rồng 50kg tới 90kg. Còn ngựa 50kg cho tới 73kg giùm em ha. Ngựa em mặc là 50kg cho tới 70kg giùm em nha. 50kg tới 70kg giùm em. 175.000. Rồi chị nào lấy lên chị em. Ngựa 56kg. Ngựa 56kg. Rồi nha mấy chị nha. 56kg nè. Rồi nha mấy chị nha.
50 kg cho tới 70 kg giùm chị em ha. Rồi, cá 50 kg cho tới cá 50 kg cho tới 60 kg thôi. Chị nào lấy cá lên cá giùm em nha mấy chị nha. Cá chép này. Cá chép 50 kg tới 60 kg, chị nào ăn cá lên cá giùm em ha. Cá 50 kg tới 60 kg giùm em nha. Cá 50 kg tới 60 kg giùm em. Cá 50 kg tới 60 kg nha mấy chị nha. Không có phi ship với chị ơi, ít nhất cũng phải đơn hàng trên 1 triệu em mới phi ship. Mấy bữa em bán với chị 189.000 cái, mấy chị mua họ gần chục cái mới được phi ship. Còn bây giờ còn có 175.000 mà phi ship gì chị? Em không có phi ship đâu, cho dù em có bán lẻ, em bán rẻ, em bán lỗ hay bán cái lời gì em cũng có phi ship chị ơi. Hồi giờ là vậy á, thay vì chị mua chỗ khác cái này á, chị mua 250.000 cái, em gom với chị có 175.000 à, chị thấy không? Một cái người ta cũng có thể phi ship được cho chị rồi. Mà bao giờ một cái người ta phi ship cho chị đâu, chị mua hai cái 500.000 người ta mới phi ship. Rồi nha, nhung đặng này, một cái 63, một cái 85 cho nhung đặng này. Nhung với Tuấn Nguyễn hả? Rồi với chị nha. Rồi với chị nha, chị nào lấy lên giùm kia ha. Cọp màu vàng là cọp gì? Cá 55 kg cho chị áo cưới này. Cá 55 kg cho chị áo cưới này. Nói chung em gom với chị giá rẻ tặng gốc Thái mà em bán với chị là rẻ lắm luôn á. Phương Trần lấy hai cái là cái gì vậy? Phương Trần hai cái là cái gì, được số ký bao nhiêu nữa nha. Rồi những mấy chị cá 50 kg tới 60 kg giùm chị em 175.000, chị nào lấy cá lên cá giùm em ha. 50 kg tới 60 kg 175.000. Không có nha Nguyễn Trang ơi, cá không có size M, cá nó có size S rồi chị. Không có size M như chị. Con ngựa 90 kg không có luôn. Cá 50 kg tới 60 kg giùm em nha. 60 kg chị thích mặt rộng là chị lấy M là đúng, nhưng mà nó không có sai đâu chị. Bữa sau á là chị comment cho em là 63 kg, M là 63 kg trở lên. Rồi chị nào lấy lên giùm em cá 50 kg nha. 50 kg tới 60 kg giùm em 175.000. Chị nào ăn cá lên cá giùm em nha. 50 kg tới 60 kg 175.000. Rồi chị nào lấy em chị em với chị thôi, em xuống like cho mọi người ơi, em mệt quá. Em nhức đầu quá. Rồi em xuống like cho mấy chị nha. Em xuống like nha mọi người ơi, bữa khác em like nữa nha mấy chị. Rồi chị nào lấy cá lên cá giùm em ha, 50 kg tới 60 kg giùm chị em. 50 kg tới 60 kg nha mấy chị, 175.000. Ngựa 65 kg không có hàng chị ơi. Ngựa không có 65 kg nha chị. Ngựa 50 kg tới 60 kg thôi. Rồi mấy chị nha, lấy cá không có nha chị Phương Trần. Cá không có 70 kg đâu chị. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Rồi mấy chị nha. Giảm cân đông y hả? Giảm cân đông y hả? Để em hỏi nhà thuốc thử còn được chứ, quên đi chứ. Để em hỏi thử nhà thuốc còn không nha chị. Thì con em gom chung nha. Con em gom chung nha chị nha. Ở nhà thuốc nó mới có, để em hỏi thử còn không, còn em gom. Rồi nha mấy chị ơi. Gấu xanh 63 kg làm gì còn gấu xanh 63 kg chị ơi. Ngựa 65 kg là ngựa gì vậy? Ngựa xanh hả? Ngựa xanh 65 kg thì mới có nha. Ủa Tống Huyền lấy cái gì vậy? Ngựa xanh 65 kg mới có nha. Ngựa xanh này nè, 65 kg thì có. Này, ngựa xanh này 65 kg thì có nè. Ngựa hoàng xanh này 65 kg thì có, chứ còn mà ngựa đen không có 65 kg đâu ha. Rồi gấu xanh không có luôn nha chị. Gấu xanh không có 63 kg đâu hết. Sạch sẽ. Ok chị Trường Sa này. Rồi nha mấy chị nha. Trời đất ơi. Nó ngọt vỡ ra. Đi gớm không? Quay. Chùi lũi. Rồi nha mấy chị nha. Rồi thôi em xuống like nha mọi người ơi. Em xuống like nha. Bye bye. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye mấy chị nha. Bye bye. Còn nào nữa? Thật ra lười like thôi mấy chị, chứ mẫu em like từ sáng cho tới khuya cũng không trùng mẫu nữa nha mấy chị nha. Nha mấy chị nha, em like mấy chị từ sáng tới khuya cũng không trùng mẫu nữa mấy chị, cả ngàn mẫu lận á, nhưng mà giờ em lười quá, mệt quá, mắt ói mắt mửa, buồn nôn chóng mặt rồi mấy chị. Ăn chuối không, mời mọi người ăn chuối. Mời vậy thôi chứ em không có bán mấy chị nha. Ăn cho nó
chuối thái mình mới chị. 65.000 hộp này. Hộp một gói được hai trái chuối. Rồi thôi em xuống like nha mấy chị ơi. Bye bye. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Cảm ơn mọi người nha.